Hello, xin chào các em. Chào tất cả các bạn học sinh yêu quý nhá. Chào tất cả các em 24 thân mến. Ok, vừa rồi thì chúng ta vừa mới thi xong đề thi thử của hôm nay. Đó, một cái đề giữa kỳ. Thì thầy cũng ra một cái mức độ nó tương đối là vừa phải thôi. Đó, cũng rất là vừa phải và cũng có một số những câu mà lỗi chính tả đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ chữa luôn này. Đó. Cố gắng nhá. Đâu hết rồi? Có bạn nào vừa thi không? Có bạn nào vừa thi xong không? Đấy, chúng ta cùng xem thầy chữa luôn nhá, xem là đúng được bao nhiêu câu. Đề này hơi dài đúng không? Làm không kịp à? Chào các bạn, rất là nhiều bạn fan cứng ở đây thì chúng ta chia sẻ nào để được fan cứng cộng 1 nhá. Các bạn fan cứng thì nhớ chia sẻ. Thả tim cho thầy cái comment thầy đang ghim á. Chào Bùi Quỳnh An nhá, đến từ Thái Bình. Chào bạn Nguyễn Ngọc, em chưa làm xong à? Top fan. Chưa làm xong thì mình bây giờ cùng xem là có những cái vấn đề gì mà tại sao mình lại chưa làm xong. Chào bạn Hoàng Hồng Anh, học trò 2018 của thầy, được 10 điểm môn sinh. Em lụi 5 câu cuối. Chào bạn Phan Gia Bảo, fan cứng luôn. Chào Ngọc Hiếu nhá, chia sẻ nào. Chia sẻ để chúng ta có thể xem đi xem lại cho nó mượt. Đấy. Thì cái đề này thì cũng khá là cơ bản thôi, nhưng mà có một số chỗ mà cũng rất là dễ để cho các em dễ bị lừa. Đấy. Thì thầy sẽ chữa cho các em hoàn chỉnh cái đề này. Nhớ là chúng ta phải cố gắng nhá. Được chưa? Chữa đề thi thử nhá. Xe về giúp thầy nào. Rồi. Ok. Chia sẻ giúp thầy nào. Hôm nay thì liệu sẽ có được bao nhiêu bạn xem đây? Thứ bảy là máu chảy về tim, là không biết là các bạn là đi chơi hết rồi. Bạn nào là có gấu là chắc là lại đi chơi hết rồi. Chào bạn Trần Minh Duy nhá. Chào Thanh Tùng Vũ. Chào bạn Phi Long Phạm. Chào Minh Phan Vũ. Chào bạn Dung Thùy 2K5 luôn à. U là trời. Sao bây giờ các bạn có cái kiểu cái câu chen à? U là trời. Nghe cũng hay hay nhỉ. Các bạn đâu hết rồi? Chia sẻ chưa? Chia sẻ chưa? 2K4 đâu rồi? Nào, giờ này thì cố gắng cân bằng các môn nhá các em nhá. Đặc biệt là môn sinh bây giờ các em học sớm thì là đến cuối năm là chúng ta sẽ nhàn đi rất là nhiều. Và đặc biệt là các em 2K5, chúng ta bây giờ học sớm, 2K5 học sớm cũng được nhá. Để đến năm sau thì chúng ta có thể làm bá chủ đấy, bá chủ một vùng. Gọi là làm chùm trường đúng không? Đây. Thôi được rồi thì không làm câu giàu của các em nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa nhá. Các bạn sẵn sàng nào, comment sẵn sàng có khí thế nào. Lâu lắm rồi không có khí thế nhở. Hôm nay thì chẳng có quà gì tặng các bạn đâu. Thế nhưng mà có cái quyển sổ tay này. Các bạn nhìn thấy không? Sổ tay của em class này. Đấy, sổ tay mừng sinh nhật. Thì thôi thì tí nữa thầy sẽ quay số nhở. Quay số trúng thưởng để xem là có tầm khoảng 3 bạn nhá. Nhớ ở lại đến cuối video. Thầy có ít thôi, thầy không có nhiều tiền đâu, cho nên thầy tặng 3 bạn thôi. Thằng nào may mắn thì yêu quý thầy thì ở lại thì thôi. Chứ còn nói thật là thầy nghèo lắm, thầy không có tiền để mà làm tổ chức event cho các em đâu. Đấy, thôi cố gắng nhá. Sẵn sàng đi để chúng ta bắt đầu nào. Chữa thôi nhờ. Để thi thử giữa học kỳ thì thầy hy vọng là các em giữa kỳ điểm chúng ta sẽ được 10 hết nhá. Chúc tất cả các em thành công. Giờ bắt đầu chiến. Làm rapper hay bác sĩ à? Nay có rap Việt à? À ừ nhờ. Thấy quả Trấn Thành có quả GMF này hay phết. Rap Việt năm nay là mùa 2 này còn có cả LK, thầy cũng rất là thích anh LK. Đó. Trong trong chỗ các huấn luyện viên đấy thì thích nhất là Caric, bởi vì Caric rất hay hát nhạc buồn. Mà ngày xưa thì cái hồi thất tình ấy thầy cũng hay hát nhạc buồn của Caric. Đấy. Người nạ ơi, đúng không? Có cái bài Người nạ ơi ấy, bài đấy hay phết. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Câu số 1, bộ ba nào sau đây trên mạch gốc của gen có thể bị biến đổi thành bộ ba vô nghĩa bằng cách là chỉ thay một nút. Đấy, các em lưu ý nhá, là bộ ba nào nhở, bộ ba nào mà có thể đột biến thành vô nghĩa. Vô nghĩa tức là gì? Là nó sẽ bị mất đi tác dụng đúng không?
Đấy, thì đây chính là xuất hiện mạng kết thúc nhé. Các em hiểu đơn giản nó là mạng kết thúc luôn. Đấy, được chưa? Tức là biến đổi một bộ ba thành mạng kết thúc nhá. Đấy, mà ở đây là trên mạch gốc của gen, đúng nhờ? Trên mạch gốc của gen thì chúng ta có ba bộ ba kết thúc, đó là UAA, đấy, UAG và UGE. Thì chúng ta phải đổi về mạch gốc của gen, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ có đó là gì? ATT, đúng không? ATX và AXT, đúng không? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ có đó là đáp án B. Đấy, ATX hoặc là AXT ở đây đều được, đúng không? Còn ATT thì là cái UAA này này. Đấy, thì ở đây không có, đúng không? Như vậy câu 1 là đáp án B nha. Dễ rồi. Đấy. Khá là dễ thôi. Câu số 2. Câu số 2 nào. Comment nhiệt tình lên nào. À, dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể? Thì đây đề bài hỏi đó là đột biến. Đột biến gì đây? Đột biến cấu trúc, đúng không? Cấu trúc thì chúng ta thì khá là dễ rồi. Ở đây thì lệch bội này, đa bội này đều là số lượng, chỉ có mỗi một cái thằng đáp án A, thằng đảo đoạn là thằng cấu trúc, đúng không? Đấy, như vậy đó là đáp án A nha. Câu số 2 đáp án A. Được chưa? Ok. Câu số 3. Sự không phân ly. Không phân ly nhá. Đấy, không phân ly mà của toàn bộ nhiễm sắc thể thì chứng tỏ đây là đột biến đa bội, đúng không? Đấy, mà xảy ra ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây. Cành cây thì tức là cành cây cũng là một bộ phận rồi, đúng không? Thì nó cũng chỉ là cây bình thường là 2N. Vậy thì khi mà cây bình thường 2N mà lại có xuất hiện đột biến đa bội, đúng không? Đấy. Tức là nó sẽ là một cái cây bình thường 2N này, tự nhiên lại có một cái cành to bất thường. Đa bội thì sẽ là cành to, đúng nhờ? Đấy, đây là một cái ví dụ rất là cơ bản mà các em đã được học từ lớp 9. Nếu như bạn nào đã được ôn thi từ hồi lớp 9 là chúng ta biết rồi. Đó chính là thể khảm. Đấy, thể khảm là gì? Là một cái bộ phận bất thường trên một cái cây bình thường. Đấy, ví dụ một cái cành 4N trên cây 2N thì cái cành đấy nó to gấp đôi bình thường không? Đấy, mà quả cái cành đấy có khi là quả nó ngon hơn. Đó, ví dụ là vậy, được chưa? Hoặc là những cái đốm vàng ở bên trong một cái lá xanh. Đấy, được chưa? Kiểu kiểu là như vậy. Đó, các em biết đó là thể khảm nha. Câu số 4. Đột biến nào sau đây tạo điều kiện để các gen mới, đấy, tạo nên các gen mới trong quá trình tiến hóa. Đấy, để tạo nên các gen mới thì chúng ta biết đó là gì? Cái câu này ý, thì đã được gọi là rất là nhiều các đề thi của các trường chuyên, các đề thi thử của các tỉnh, các sở là chúng ta hỏi rồi. Và nó có trong sách giáo khoa. Đấy. Cụ thể là trong sách giáo khoa nâng cao nó sẽ nói rõ hơn. Đó là đột biến lặp đoạn nhá. Đột biến lặp đoạn. Đấy. Được chưa? Sẽ tạo điều kiện. Thì lặp đoạn sẽ dẫn đến lặp gen. Đúng không? Sẽ tạo điều kiện cho là phát sinh những cái gen mới trong cái quá trình tiến hóa. Đó. Được chưa? Và các em lưu ý một điều. Nếu như đề hỏi đó là nguyên liệu của tiến hóa. Đúng không? Hay là góp phần vào tiến hóa thì tất cả mọi đột biến đều góp phần tạo nên tiến hóa nhá. Đấy, vào quá trình tiến hóa, được chưa? Và tất cả mọi đột biến đều là nguyên liệu, nhớ nhá. Tất cả mọi đột biến đều là nguyên liệu của tiến hóa. Hay cái nói cách khác đó là gì? Nếu như không có đột biến thì sẽ không có tiến hóa. Ok chưa? Đó, lưu ý nhá. Không có đột biến thì sẽ không có con người ngày nay, đúng chưa? Rồi. Câu số 5. Một operon của vi khuẩn E. coli có 3 gen cấu trúc là XYZ, được chưa? Người ta phát hiện một dòng vi khuẩn đột biến có sản phẩm của Y bị thay thế về trình tự nu. À, còn X và Z thì vẫn bình thường. Nhiều khả năng là sẽ có trình tự như thế nào, đúng không? Sản phẩm của Y bị thay đổi nhưng X và Z bình thường thì Y bị thay đổi mà X, Z bình thường, tức là Y sẽ nằm cuối, đúng không? Không liên quan gì đến X và Z. Bởi vì nếu như mà Y nằm ở đầu hoặc là giữa mà thay đổi trình tự này, thay đổi trình tự và số lượng axit amin này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái thằng cuối cùng, đúng không? Đấy, cho nên ở đây thì chỉ có duy nhất một đáp án, đó là đáp án A là thỏa mãn. Y sẽ nằm ở cuối, đúng không? Đó, thấy chưa? Rất là dễ đúng không các em? Mấy câu đầu này thì thôi cho điểm mà. Câu số 6. Khi nói về quá trình dịch mã nhà, dịch mã ở sinh vật nhân thực. Đó, nhân thực, được chưa? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Đó, không đúng nha. Tức là chọn ý sai mà. Nào, xem nào. Câu số A. Khi ribosome tiếp xúc với mã kết thúc thì mRNA thì quá trình dịch mã sẽ hoàn tất, đúng không? Chỗ này mà để mà nói là đáp án đúng ấy thì chỗ này nó gọi là IA này là cũng hơi gọi là nếu mà khắt khe quá thì chúng ta sẽ cho đó là tiếp xúc với ribosome cuối cùng, được chưa? Về cơ bản chúng ta luyện tập thôi cho nên là chỗ này thì chúng ta có thể châm trước bỏ qua.
khi ribosome tiếp xúc với mạng kết thúc, đúng không? Khi ribosome cuối cùng tiếp xúc với mạng kết thúc thì dịch mã mới hoàn tất nhá. Còn ví dụ như nó một một mRNA đúng không? Thì thường thường là sẽ có khoảng nhiều ribosome gọi là polyribosome cùng tham gia dịch mã. Và giả sử như nó có 10 cái ribosome mà mới có 9 thằng chuyển qua thôi, vẫn còn một thằng lẽo đẽo đằng sau thì dịch mã cũng chưa hoàn tất, đúng không? Đấy, chỗ này bổ sung là ribosome cuối cùng nhá, nhưng mà câu này có thể châm trước được. Đấy. Bộ 3 AUG là mã mở đầu với chức năng khởi đầu dịch mã và mã hóa acid amin phosgene methionine. Đó. Thì chỗ này thì chắc chắn là sai rồi, các bạn thừa biết đúng không nhỉ? Đó thì ở sinh vật nhân thực thì nó phải là methionine mới đúng. Đúng nhờ? Đấy, chứ không phải là phosgene methionine. Thế nhưng mà các bạn lưu ý một điều. Ở câu này thì nhìn chung là thầy giao cho trợ giảng làm đề cho nên là cũng chưa được chặt chẽ lắm. Thì thầy nói cho các bạn sinh vật nhân thực thì nó có những cái phần như này. Nó có đây là trong nhân, đúng không? Đây là nhân. Nhân, đấy, ký hiệu là N, đúng không? Trong nhân, còn đây là tế bào chất thì nó sẽ có ti thể này, lục lạp này, đấy, vân vân. Đấy, được chưa? Thì ở đây sẽ là gen của tế bào chất thì nó sẽ giống như ở vi khuẩn. Thì ở giống như ở vi khuẩn tức là sinh vật nhân sơ đấy thì nó sẽ là phosgene methionine, được chưa? Còn sinh vật nhân thực thì nó phải là trong nhân của sinh vật nhân thực thì sẽ là methionine nhá. Cho nên là nói cả sinh vật nhân thực ấy nó sẽ có phần trong nhân và phần ngoài nhân. Đấy, cho nên là nó có nói là nó chỉ có mỗi phosgene methionine là sai hoặc là chỉ có methionine cũng là sai nhá, mà nó sẽ có cả hai đấy. Đấy, được chưa? Suy cho cùng thì câu B vẫn là câu sai và chúng ta khoanh đáp án B nhá. Đấy. Quá trình dịch mã thì diễn ra ở tế bào chất, đúng rồi. Lưu ý là ở trong nhân ý, thì nó diễn ra quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã. Đấy, đối với cả sinh vật nhân thực thì cần phải nhớ thêm là trong cái quá trình nó đẩy cái thằng mRNA từ nhân đi ra tế bào chất để dịch mã thì cái quá trình đấy ở sinh vật nhân thực nha, nó sẽ trưởng thành luôn, tức là nó sẽ cắt y nối e gắn mũ nối đuôi, đúng không? Nối đuôi poly A thì gắn mũ 7 methyl guanine đấy. Được chưa? Đó là dẫn đến là quá trình trưởng thành đấy, quá trình trưởng thành. Đó, được chưa? Rồi. Trong quá trình dịch mã thì mRNA thường không gắn với từng ribosome, đấy mà sẽ gắn với cả polyribosome, được chưa? Câu số 7. Hình vẽ dưới đây mô tả cơ chế phát sinh của dạng đột biến nào? Thì đây chính là đột biến nào các em nhỉ? Các em nhìn ở đây là cái nhân sắc thể trước và sau A, B, C. Đấy, bây giờ B, C lại bị chuyển xuống đây, đúng không? F, G, H. Đó, đúng chưa? F, G, H. Thì chỗ này là sẽ là bị mất luôn, đúng không? Bị mất luôn cái BC xuống đây, đúng chưa? Mà BC này sẽ là chèn giữa cái gì đây? Đây là MNPQ. MNPQ. Còn chỗ này là O nhá, chỗ này là O nhá chứ không phải Q đâu. Đây là OP nhá. MNPQ OP à? Đúng chưa? Đấy. O gì đấy thì cũng không cần quan tâm lắm. Và chỗ này thì sẽ là MNPQ, mà chỗ này O thì sẽ là xen giữa BC rồi mới đến P đúng không? Kiểu kiểu như vậy. Đấy. Thì chỗ này là sẽ mất đi đúng không? Cái thằng này là mất đi này. Đấy, mất này. Chuyển đúng không? Chuyển BC xuống đúng không? Chuyển BC xuống. Đấy. Thì chúng ta thấy đó là gì? Chuyển xuống nhưng mà cái thằng này nó ăn tham, nó không trả lại cái gì cả. Đúng không? Đáng nhẽ là ông cho tôi con gà thì tôi phải cho ông lại miếng thịt lợn hay là cái gì đấy đúng không? Đấy, ông cho tôi nải chuối thì tôi cho lại ông nắm xôi, kiểu kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà bây giờ là nó lại ăn tham, đúng nhờ? Như vậy đây sẽ là cơ chế của đột biến chuyển đoạn không tương hỗ, đúng không? Đấy, có qua có lại thì gọi là tương hỗ, còn có qua không có lại thì gọi là không tương hỗ. Một cái ví dụ nó đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ là em cho thầy 1 tỷ, thầy cho em cái nịt, đúng không? Đây cái nịt này. Đấy, thì nó cũng gọi là tương hỗ. Đấy, được chưa? Nhưng mà nếu như mà em cho thầy 1 tỷ mà thầy ăn tham thì thầy quỵt mất, thầy nuốt mất, đúng không? Đấy, thầy ỉm đi thì là đột biến gọi là không tương hỗ, được chưa? Thầy không cho lại em cái gì. Ok chưa? Đấy. Và cái đột biến này thì nó sẽ dẫn đến nó là gì? Làm thay đổi nhóm gen liên kết nhá. Được chưa? Làm thay đổi nhóm gen liên kết. Đấy, lưu ý cho thầy. Cơ chế phát sinh là do trao đổi chéo là sai. Đấy, trao đổi chéo không cân thì sẽ sinh ra đột biến lặp hoặc là đột biến mất. Đúng nhá. À, nhưng mà đây là đột biến chuyển. Đột biến này đã làm thay đổi nhóm gen liên kết là đúng. Sức sinh sản của đột biến này có thể không bị làm ảnh hưởng là sai nhá. Sức sinh sản chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, được chưa? Đấy. Bởi vì là chúng ta cũng nói nó là gì nhỉ? Nó chưa rõ lắm, đúng không nhỉ? Chưa rõ lắm. Đấy, cho nên là chúng ta cũng chưa thể khẳng định được.
Đột biến này không làm thay đổi kích thước nhiễm sắc thể là sai rồi, đúng không? Một cái dài một cái ngắn thì sai rồi. Đấy. Rồi. Tiếp theo, câu số 10, câu số 8 và câu số 9 thì tạm thời là thầy cho nó đi chơi với người yêu rồi. Đấy, thằng số 8 là nó lại hẹn hò với cả con số 9 rồi. Đấy, cho nên là bây giờ còn câu số 10 thôi. Câu số 10 thì là bị cô đơn bỏ lại. Xem nào. Đây là một bài tứ bội à? Ở cà chua, A lớn là đỏ, A nhỏ là vàng. Cây tứ bội giảm phân bình thường cho sao tử 2N có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp Lie sau. Theo lý thuyết thì tổ hợp Lie nào cho tỷ lệ đời con là 11-1? Thì các bạn lưu ý cho thầy 11-1 tức là tỷ lệ lặn là 1 phần 12 thì tách ra bằng 1 phần 6 nhân 1 phần 2. Đúng không? Cái 1 phần 6 này thì chắc chắn nó là A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Đúng chưa? Còn cái 1 phần 2 A nhỏ này này. Đấy, thì nó sẽ được sinh ra từ A lớn, A nhỏ hoặc là A lớn, A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ. Đấy. Như vậy thì quanh đi còn lại thì chúng ta chỉ có ý 3 là đúng này. Ý nào nữa đúng không? Ý 2 này là đúng không? Hết rồi. Đúng chưa? Thế thôi. Đấy đâu là nhiều, có hai phép thôi nha. Như vậy là đáp án C. Khi các bạn là đã nắm vững được cái phần này rồi thì chúng ta thấy khá là đơn giản thôi. Đây là một bài điển hình cho bài toán nghịch nhưng nó ở mức độ gọi là dễ, và các em sẽ làm theo đúng cái quy trình của một bài toán nghịch. Từ đời con suy ngược ra bố mẹ. Từ đời con là tức là như thế nào? Từ cái tỷ lệ đời con này này suy ra là cái thằng lặn bằng 1 phần 12 đúng không? Một quả vàng chia cho tổng là 12 quả đúng không? Đấy. Thì tách ra là tỷ lệ đó là 1 phần 6 nhân với 1 phần 2. Chắc chắn chỉ có thể thế thôi. Chứ không có chuyện 1 phần 3 nhân 1 phần 4 đâu. Bạn nào mà làm quen cái đột biến này rồi thì không phải lăn tăn. Và lưu ý là thầy đã có cái video quay bảng ấy. Cái phần quay bảng này. Quay bảng và bài này nó rơi vào cái bài đó là đột biến số lượng. Đấy. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhá. Và bạn nào mà quan tâm thì chúng ta có thể lên fanpage của thầy. Cái fanpage em đang xem livestream đây. Đấy, mở cái mục vi con nhà ông gieo ra. Đấy, video full HD, không che nhá. Đấy, được chưa? Search cái từ khóa đó là đột biến nhiễm sắc thể hoặc là vào mục nâng cao. Thầy đã để ở trong mục nâng cao nhá. Câu số 11, chúng ta có cái gì đây? Một loài thực vật tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với cả tính trạng thân thấp. Tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với cả hoa trắng. Lai thân cao hoa đỏ, phân tích, lai phân tích, ok. Cao đỏ lai phân tích và có kiểu hình là thấp trắng bằng 1 phần 4, 25% đấy. Nếu như F1 có 900 cây thì có bao nhiêu cây thân thấp hoa đỏ? Thì đã là lai phân tích này rồi thì sẽ ra tỷ lệ 1111 đúng không? Tỷ lệ 1111 thì bây giờ đơn giản là bốn cái thẳng bằng nhau thì lấy 900 chia cho 4 thôi. 900 chia cho 4 thì bằng bao nhiêu? Bằng 225, đáp án C. Câu này là khỏi phải nghĩ, câu này là dễ quá rồi. Đúng không? Câu cho điểm rồi. Câu số 12 lại là một câu gọi là xếp hình đúng không? Câu xếp hình này thì chúng ta sẽ có cái gì? Một bài toán đơn giản về lập bản đồ di truyền giữa các gen. Một bài toán xếp hình như sau. Cho AB bằng 47, đúng không? Centimorgan gan. Đấy, chúng ta lưu ý là 1% tương ứng với cả 1 cm gan. Và phần trăm hoán vị thì không bao giờ vượt quá 50%, đúng không? Như vậy là khoảng cách giữa hai gen có thể lên tới 100 cm gan. Nhưng tần số hoán vị gen chỉ bằng 50 thôi. Được chưa? Ok, như vậy là chúng ta sẽ có A và B là dài nhất, như vậy AB xa nhất và C nằm ở giữa, đúng không? ACB. ACB như vậy là đáp án A, đúng chưa? Đấy, khá là dễ rồi. Câu số 13. Câu này thì viết thiếu đề bài đúng không? Câu này chỗ này các bạn là sửa cho thầy nhá. Chỗ này nó là E lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ, E nhỏ E nhỏ. Đấy thì câu này mới có đáp án. Câu này chắc là chỗ này là đánh máy vội này. Đấy thì các bạn bỏ qua cho thầy. Đấy, thôi thì tuổi già sức yếu rồi các bạn lượng thứ nhá. Chúng ta có gì đây? Cho F1 tự thụ đúng không? Cho P đồng hợp trội về tất cả các gen lai phân tích. Lai phân tích thì chúng ta sẽ được dị hợp đúng không? Đồng hợp trội mà lai phân tích thì chắc chắn sẽ được dị hợp với tất cả mọi cặp. Đấy. Được chưa? Như vậy thì là F1 của chúng ta là gì đây? Thu được 500 cây A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, E lớn E nhỏ đúng không? Tức là bây giờ là F1 là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn đi nhỏ, E lớn đi nhỏ. Đây là F1. Mà F2 lại ra tỷ lệ này. A lớn A nhỏ, B lớn đi nhỏ, D lớn đi nhỏ, E lớn E nhỏ là bằng bao nhiêu đây? Bằng bao nhiêu phần trăm? 1 phần 2 mũ 4 đúng không? Bằng 1 phần 16. Đấy. Mà cái này tương ứng với cả 500 cây. Đấy. 1 phần 16 bằng 500 cây. Thế mà bây giờ đề bài lại yêu cầu tính cái gì đây? A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ, E nhỏ E nhỏ thì nó bằng bao nhiêu? Cái thằng này là bằng bao nhiêu đây? 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 4, 1 phần 4 là bằng bao nhiêu? 1 phần 4 mũ 3, 1 phần 16, 64 đúng không? 1 phần 64.
Đấy. Thì như vậy là các bạn thấy đó là gì? Thằng này thì là gấp 4 lần thằng này đúng không? Như vậy thì là lấy 500 chia cho 4 thôi. 500 chia cho 4 bằng bao nhiêu? 125, đáp án C đúng không? Đấy, thì câu này nói chung là câu này thì thôi thầy cho châm trước cho các bạn là các bạn khoanh đáp án gì đúng. Bởi vì là bản thân thầy là viết nhầm đề bài rồi. Đánh máy vội thôi, không có gì. À, câu số 14 nhỉ? Câu số 14. Đấy. À, rất là vui khi mà hôm nay có tương đối là nhiều các bạn xem. Thì tiện để ở đây thì thầy cũng xin gửi lời chúc đến với các em. Là chúc các em là sớm có người yêu nhá. Sắp đến 20 tháng 10 rồi, chúng mày tranh thủ đi. Con trai thì nhanh nhanh chóng chóng mà tặng quà người yêu. Đấy, tặng quà crush rồi thì biến crush thành người yêu. Đó. Thầy thì trong tình yêu thì thầy chỉ có một cái chân lý như thế này, quan điểm đó là chân thành. Thế thôi. Còn chính vì thế cho nên là bây giờ thầy mới ế. Còn chúng mày thì thầy không biết nhưng mà mấy cái đứa con gái thôi thì nếu mà chưa chưa có người yêu ấy thì sắp đến mùa đông rồi. Thôi thì 20 tháng 10 này thì thôi thì cũng giả vờ đồng ý đi thôi nhá. Đấy. Đồng ý rồi yêu sao cũng được nhá. Nhưng không sắp đến mùa đông rồi là cũng lạnh đấy. Nói thật là cũng lạnh đấy nhá. Rồi, câu số 14. Tiếp tục nào, câu số 14 đi. À, giải trí tí được rồi nhá. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi ăn học, yêu mới trả đường đúng không? Rồi. Cho biết A lớn là quy định thân cao, chỗ hoàn toàn với cả A nhỏ là quy định thân thấp. B lớn là đỏ, B nhỏ là trắng, chỗ hoàn toàn cho phép line P. Đực là A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn, cái là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Không xảy ra đột biến và xảy ra hoán vị với tần số 40% ở hai giới. Theo lý thuyết thì tỷ lệ thân cao hoa trắng bằng bao nhiêu đúng không? Cao trắng tức là gì? Là A lớn định ngang B nhỏ đúng không? Đấy thì chúng ta có thể tính nó là A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Được chưa? Đấy. 25% trừ đi cái tỷ lệ này thì bằng cái tỷ lệ này. Được chưa? Đây là hệ thức Descartes cơ. Đấy thì cũng khá là đơn giản. 25% trừ đi 2 lặn thì bằng 1 trộn 1 lặn đúng không? Đấy, và nó cũng sẽ bằng đó là A nhỏ B lớn định ngang. Đấy, đây là áp dụng khi mà hai cặp dịch hợp lai với nhau đúng không? Đấy, còn A lớn định ngang B lớn định ngang thì sẽ bằng là A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ cộng 50%. Đấy, đấy là khá đơn giản rồi. À, như vậy bây giờ các em tính cái này trước đi. Nếu như mà tần số 40% ở hai giới thì bên đực thì sẽ cho cái này là giao tử chéo đúng không? Tức là giao tử hoán vị. Giao tử hoán vị thì là bằng F chia 2 là 20%. Nhân với cả bên này là giao tử liên kết đúng không? 40% F thì là bằng 30%. Đấy, giao tử liên kết. Vậy là đây là bằng 6%. Đấy, thì ông 25 trừ đi 6 là bằng 25 trừ 6 bao nhiêu? 19 à? 19% đáp án này. Đấy, thế thôi. Câu này dễ mà. Rồi, câu số 15. Ở cơ thể đực, một thằng A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ có 1.000 tế bào sinh tinh. Người ta phát hiện có 400 tế bào xảy ra hoán vị. Đấy. Theo lý thuyết thì giao tử A nhỏ B lớn là bằng bao nhiêu? Thì các bạn đầu tiên là các bạn lưu ý. Đây là giao tử hoán vị đúng không? Thì đầu tiên chúng ta phải tính F đã. F thì sẽ bằng là 1 phần 2 của tế bào đúng không? 1 phần 2 của phần trăm tế bào tham gia trao đổi chéo. Thì F sẽ bằng một nửa của tế bào này. Như vậy F sẽ bằng 20%. Đúng không? F bằng 20% thì thằng này là giao tử hoán vị gen không? Hoán vị gen. Đấy. Thì thằng này giao tử hoán vị lại bằng một nửa của F nữa. Ở bằng 10%. Đấy. Đây là cái cách làm nhanh cho các bạn nhá. Đấy. Tính đơn giản là bằng 1 phần 4. Thế thôi. Một thằng giao tử này thì bằng 1 phần 4 cái thằng tế bào này. Đấy, được chưa? Bằng một nửa F, mà F lại bằng một nửa tế bào. Đấy, thế thôi. Khi mà các bạn làm nhanh người ấy thì cảm thấy là nó cũng cũng nhanh mà. Được chưa? Đã làm thành thạo rồi thì thấy câu nào chả dễ. Đúng không? Rồi, thế nhá, câu số 16 nào. 16 đi. Dăm ba cái hoán vị gen đúng không? Cho biết mô sen quy định một tính trạng trộn đoạn hoàn toàn phép Lie ba cặp bảng A lớn B lớn A nhỏ B nhỏ. Chỗ này các bạn tách ra nhá. Tách ra này, đúng không? Tách ra thành A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ này. Đây là hai nghĩa xác thể nhá. Đây là một này, đây là một này. Đấy, cặp D là riêng nhá, cặp D phân ly độc lập với cả cặp AB nhá. Đấy, chỗ này các em đọc là cặp AB, còn đây là cặp D, đúng không? A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, Lie với A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn. Đấy. Và hoán vị xem xảy ra ở hai vế, đúng không? Tức là xảy ra cả bố và mẹ tần số như nhau, suy ra đây là 10 kiểu gen. Quá là đơn giản rồi, 10 kiểu gen. Đấy, còn D lớn đi nhỏ, Lie với D lớn đi nhỏ thì đây là được bao nhiêu? Đây là 3 kiểu gen, đúng không? Như vậy là 30 kiểu gen nhìn vào khoanh luôn D. Đúng không?
mỗi nó là D thôi, mỗi nó là 30 thôi. Thế thôi, dễ mà. Câu số 17 nhá. Đây là một cái đề học kỳ, một cái đề giữa kỳ cho nên là nó rất là dễ các bạn ạ. Một cái đề tính chất nó tương đối là giải trí đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn làm được cái này ý, thì chúng ta rất là tự tin đúng không? Đấy, cầm bảng điểm đi cho Crush này, anh được 10 nhé. Đấy. Crush nó bảo nhưng mà anh nghèo lắm. Đấy. Được 10 điểm nhưng mà các bạn phải biến cái sự học giỏi của mình để sau này mình giàu thì mới có được người yêu, nói thế thôi nha, nói nhanh cho nó vuông. Các bạn cố gắng là sau này giàu hơn thầy nha, thầy chúc các bạn như thế. Rồi, xét trong một cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ, E lớn G nhỏ trên E nhỏ G lớn, đây là dị hợp tử chéo. Có một bạn thì hỏi thầy là tại sao lại phải giàu hơn thầy. Thì bởi vì là như thầy là đang ế đúng không, thì chúng mày giàu hơn thầy thì chúng mày sẽ có cơ hội có người yêu cao hơn đúng nhở. Đấy. Câu số 17. Bây giờ là chúng ta nhá, nói là 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân này, trong đó tạo ra sao tử này. Các bạn lưu ý này, đây này, cái cơ thể nhá, thầy viết là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ, E lớn G nhỏ trên E nhỏ G lớn đúng không? Đấy. Mà lại có cái sao tử E lớn B lớn D nhỏ E nhỏ G nhỏ là bằng 5%, thì tôi biết đây là sao tử hoán thị gen đúng không? Đấy, như vậy là tôi sẽ tính ba cái thằng này trước, đóng khung vào. E lớn A nhỏ thì cho đây là 1 phần 2 A lớn đúng không? A lớn này, cái này cho 1 phần 2 B lớn này, cái này cho 1 1D đúng chưa? Đấy, cái này là 0,5 0,5 đúng chưa? Như vậy thì cái thằng này bản thân nó bằng bao nhiêu? 0,5 nhân 0,5 nhân 1 là bằng 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4 nhân với cả E nhỏ G nhỏ bằng 5%. Thì như vậy suy ra là E nhỏ G nhỏ là bằng bao nhiêu đây? Là bằng 20% nhân lên, quy đồng lên 20% đúng không? Đó, vậy thì 20% đây là sao tử hoán vị và F bằng 40%. Đấy, F bằng 40% đúng chưa? Nên suy ra sẽ có 80% tế bào xảy ra trao đổi chéo đúng không? Đấy. Để bà số tế bào đã xảy ra hoán vị gen đấy, số tế bào đã xảy ra như vậy nó sẽ bằng 80% đúng chưa? 80% nhân với cả 150 đấy thì bằng bao nhiêu nhỉ? 4 phần 5 đúng không? Chia cho 5 bằng 3, 3 4 12 đáp án B đúng không? Nhẩm thôi, đơn giản mà nhờ. Đấy, các bạn nhớ không, cái câu này nó cũng giống như câu 15 này, giống câu số 15. Chúng ta đều áp dụng cái tỷ lệ giao tử, và cái này chúng ta khôn khéo ở một chỗ đó là tách ra từng cặp này. Đó, tách ra từng cặp đúng chưa? Thằng này 1 phần 2, 1 phần 2 nhân 1 nhân với cả giao tử hoán vị. Đúng chưa? Đấy, một cái bài toán hoán vị gen thì chúng ta quan trọng nhất là phải tìm tìm kiểu gen và tìm cái tần số hoán vị, đúng không? Đấy là hai cái yếu tố bắt buộc các bạn phải nhớ nha. Câu số 18. Cho P, đây bây giờ chúng ta lại tách ra. Đúng không? Tách hai anh đẹp trai này cho like với nhau. Đấy, hai anh đẹp trai like với nhau. Thì chúng ta còn lại là anh D lớn D nhỏ lai với cả anh D lớn D nhỏ nữa. Đấy, như vậy là bản thân nó khác gì tự thụ đúng không? Hai thằng này giống nhau. Và hoán vị gen xảy ra hai giới với tần số như nhau, trội lặn hoàn toàn và số cây có kiểu hình mang ba tính trạng lặn. Ba tính trạng lặn các bạn lưu ý nhá. Ba tính trạng lặn tức là A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Hay là chúng ta viết về dạng A nhỏ, B nhỏ trên A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ đúng không? Đấy, thì bây giờ tôi đã biết được cái này sinh ra từ cặp này đúng không? Đẹp trai chưa? 1 phần 4. 1 phần 4 D nhỏ D nhỏ, đúng chưa? Sinh ra từ cặp D lớn D nhỏ, lai D lớn D nhỏ. Ra 1 phần 4 D nhỏ D nhỏ, xong. Đấy, như vậy là 2,25% đúng không? Thì chúng ta nhân với cả 4 lên. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 9% đúng không? Tức là A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ là bằng 9%. Bằng 9% thì bây giờ khai căn thôi. Đây chính là bằng A nhỏ B nhỏ gia tử nhân với nhau đúng không? Mà bố mẹ giống nhau rồi, tức là bình phương đấy. Thì sẽ suy ra được A nhỏ B nhỏ sẽ bằng khai căn này bằng 9% ra. Khai căn 9% là bằng 0,3 đúng không? 0,3 tức là 30%. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra cái gì? Bây giờ đề bài hỏi gì? Kiểu gen trong theo lý thuyết này, trong số kiểu hình mang ba tính trạng trội. Trong số kiểu hình mang ba tính trạng trội thì kiểu gen dị hợp tử về ba cặp gen chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Ok. Như vậy chúng ta phải tính hai bước đúng không? Bước đầu tiên là đi tính cái thằng ba trội đã. Ba trội thì bản thân chúng ta đã có D lớn định ngang bằng 3 phần 4. Đúng chưa? Chỗ này bằng 3 phần 4, D lớn định ngang rồi. Đó, ok. Thì bây giờ chúng ta có cái đó là tính A lớn định ngang
B lớn định ngang sẽ bằng cái gì? Ở đây là suy ra F là bằng 40% nhá, F 40%, được chưa? A lớn định ngang, B lớn định ngang thì bằng 50% cộng với A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ là bằng 59%. Đấy, 59% mà nhân thêm với cả D lớn định ngang bằng 3/4. Vậy sẽ suy ra 3 trội là bằng bao nhiêu? 59 nhân 3/4, các bạn bấm máy tính cho thầy Phan nhỉ? 59 nhân 0,75 bằng 44,25 đúng không? 44,25%. Đấy, như vậy đây là mẫu số nhá. Đây là mẫu số, được chưa? Bây giờ tính cái thằng dị hợp ba cặp đúng không? Dị hợp ba cặp thì chúng ta sẽ có cái gì? Đây nhá, kiểu gen dị hợp tử về ba cặp gen. Chỗ này chúng ta sẽ phải lưu ý một điều, đó là cái thằng AB nó sẽ có dị hợp hai kiểu, đó là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ cộng với A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn, đúng không? Đấy, thì chỗ này các bạn tính thủ công cũng được, nó nhanh thôi, không cần cần phải công thức đâu. A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ thì là bằng A lớn B lớn nhân A nhỏ B nhỏ nhân 2, đúng không? Đấy, cộng với cả A lớn B nhỏ nhân A nhỏ B lớn nhân 2. Đấy, tại sao phải nhân 2? Được cái được, đúng không? Bố mẹ giống nhau. Đây là bằng bao nhiêu ta? Đây là liên kết nhân liên kết, hoán vị nhân hoán vị, đúng không? Thì sẽ là 0,3 nhân 0,3 nhân 2 cộng 0,2 nhân 0,2 nhân 2, đúng không? Đây là 8% này, còn đây là 18% này, như vậy là 26 à? Đúng không? Đúng 26 không? Đấy. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu? Đó, các bạn tính ra nhá. Câu 17. Được chưa? Câu này câu 18 chứ, câu 18. Đấy, các bạn tính ra bao nhiêu? Quên mất, chúng ta phải nhân với cả cái thằng D lớn D nhỏ nữa, đúng không? Nhân với D lớn D nhỏ thì D lớn D nhỏ sinh ra từ từ cặp kia là bằng 1/2, đúng không? Đấy, nhân 1/2 vào, đúng chưa? Thì kết quả cuối cùng các bạn ra bao nhiêu đây? Các bạn bấm máy tính cho thầy phát. 18 cộng 8 là 26 chia đôi là 13, đúng không? 13 chia cho tổng bằng bao nhiêu ta? 44,25 bằng 52/177, đúng không? Đấy, 52/177, đáp án B. Khá là dễ thôi. Câu này chúng ta chỉ tính cơ bản thôi, nhưng mà nó mất nhiều bước. Đấy, thì nó chỉ có mỗi một cái có thể sai cho các em. Đây là đêm dài lắm mộng thôi, được chưa? Làm cẩn thận thì chả bao giờ sai được những câu này. Câu số 19, nào, các em xem đi. Đây là một câu về tương tác à? Xem nào. Nếu A không có A lớn và B lớn thì hoa màu trắng. Nếu có cả, nếu hai cặp gen A lớn B lớn nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau, A và B có mặt thì cho màu đỏ, chỉ có một trong hai A và B thì là cho màu vàng, đúng không? Thì đây là 961, đúng không? 961, đấy, khá là dễ rồi, đáp án B. Câu số 20, câu số 20 thì các bạn cho là gì đây? Ở đậu Hà Lan, nhắc đến đậu Hà Lan thì lại nhớ đến cụ Mendel, đúng không? Nếu như ngày xưa mà cụ Mendel là không đếm đậu thì bây giờ chúng con đã không phải khổ, đúng không? Nói vui vậy thôi. Cụ Mendel là đặt nền móng cho di truyền học bây giờ. Chúng ta có gì đây? A lớn A nhỏ cao thấp, B lớn B nhỏ là đỏ trắng, các gen phân lập lập, phân lập lập xong, và cho hai cây đậu P giao phấn với nhau thu được F1 là tỷ lệ 3:3:1:1, đúng không? Đấy, biết rằng không xảy ra đột biến, trong số cây cao đỏ tạo ra thì cây kiểu gen đỏ đồng hợp B lớn chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thì chúng ta chỉ đơn giản thôi, bởi vì nó chỉ xét trên cây đỏ thì tức là B lớn chia cho B lớn định ngang thôi, thì nó bằng 1/3, đúng không? Đồng hợp bằng 1/3, dị hợp thì bằng 2/3. Chỗ này khá là dễ, chỗ này thì nhắm mắt cũng làm được mà. Đấy, các bạn là tính nhanh thì thầy không biết như thế nào, nhưng mà tôi chỉ cần nhìn là chỗ này 3:3:1:1 thì chúng ta biết chắc chắn đó là gì, là bằng 3:1 nhân với cả 1:1, đúng không? 3:1 nhân 1:1 thì chắc chắn là sẽ có gì? Sẽ có một cặp A lớn A nhỏ, đúng không? Đấy, làm với cả A nhỏ A nhỏ kiểu thế. B lớn B nhỏ này, làm với cả B lớn B nhỏ kiểu này, đúng chưa? 3:3:1:1, đấy. Ok không? Hoặc là các bạn có thể tính ra nếu mà kiểu gen, đúng không? Đồng hợp thì nó sẽ là gì? Là A lớn A nhỏ, B lớn, đúng không? Đấy, mà chia cho A lớn A nhỏ, B lớn định ngang thì có phải hai cái này trùng nhau không? Thằng này thì gạch nó đi, bởi vì bây giờ đề bài hỏi nhá, trong tổng số cây cao đỏ, đúng không? Đấy, cây có kiểu gen hoa đỏ, đúng chưa? Thì như vậy thì chắc chắn nó sẽ là cao rồi. Đó, thì chúng ta sẽ gạch được nó đi, triệt tiêu cao, bởi vì nó cũng không nói là cao đồng hợp hay như thế nào. Đấy, như vậy là chỉ còn là trong số cây hoa đỏ
thì số cây hoa đỏ đồng hợp bằng bao nhiêu thôi, đúng không? Đấy, thì chúng ta chỉ cần xét cái cặp này này. Đấy, cặp 3 1 này này thì nó chính là b lớn này, b lớn b nhỏ này, và b nhỏ với tỷ lệ gì? 1/4, 2/4 và 1/4, đúng không? Nhưng chỉ xét trên cây đỏ thôi thì chỗ này chia lại tỷ lệ là 1/3 b lớn 2/3 b lớn b nhỏ. Đấy, như vậy dị hợp 2/3 đồng hợp 1/3. Đó. Khi các bạn làm nhanh rồi thì lướt một phát khoanh luôn được đáp án C. Câu này nếu mà đối với cao thủ thì chỉ cần 10 giây. Đấy, đọc thấy 3 3 1 1 nhìn thấy khoanh ngay. Đấy là cao thủ thôi, còn thấp thủ thì chúng ta 20 30 giây. Thấp thủ. Nói chung là nó dễ nhá. Thầy nói 10 giây là có cơ sở chứ không phải không đâu nhá, không phải bốc phét đâu. Thực tế đấy, 10 giây đấy. Bởi vì đề này thầy giao cho trợ giảng làm mà thầy cũng chưa nhìn đề bao giờ đâu. Đây không phải đề thầy ra, đúng chưa? Và thầy cũng chưa biết đáp án cho nên là thầy chữa thôi. Chữa thì thầy làm với các bạn luôn đấy, comment với các bạn luôn đấy. Câu 21 nhá. À, một loài thực vật này, đây là cho đây là tương tác cộng gộp đúng không? Giữa cây cao nhất là 210 cm với cây thấp nhất là 160. F1 có chiều cao trung bình. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được là F2 có 11 loại kiểu hình. 11 như vậy là chúng ta sẽ suy ra được đây là 5 cặp gen đúng không? 5 cặp. Đấy, 5 cặp gen. À, ký hiệu A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, E lớn E nhỏ và G lớn G nhỏ đi. Các bạn thích ký hiệu như nào cũng được. Đúng nhờ? À, thì đơn giản thôi. Đúng không? Quá là đơn giản gì nữa. Đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ có gì? Ừ, ở đây là 5 cặp này và bây giờ theo lý thuyết thì nhóm cây có chiều cao 180. 180 đúng không? À, bây giờ chúng ta tính nhá. 210 là 10 a len trội. Đúng chưa? Đấy, 160 là không a len trội. Như vậy là chênh lệch 10 a len mà chúng ta chênh lệch 50 cm, như vậy là 1 a len trội bằng 5 cm. Đấy, bằng 5 cm, đúng chưa? Tính theo độ chênh lệch 10 a len là 210, không a len trội là 160. Như vậy là chênh lệch 10 a len bằng chênh lệch 50 cm. Vậy thì chênh lệch 1 a len sẽ bằng 5 cm. Được chưa? Đấy, 5 cm nha. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có 180 là bao nhiêu a len trội? Ở đây sẽ là bao nhiêu ta? Đây là thêm 4 đúng không? Đây là 4 a len trội đúng không? Đúng không? Đấy, 4 a len trội, được chưa? Đúng không nhỉ? Đây là thêm 20 cm mà. Thêm 20 thì là thêm 4 a len trội. Đấy, 4 a len trội. Vậy thì chúng ta sẽ có đây là 4 a len trội, đúng không? 4 a len trội. Chúng ta có công thức nhá. CK trừ B, A trừ B chia cho 2 mũ N. Đấy, 2 mũ N. Đấy, các bạn ghi vào, thầy viết lại nhá. CK trừ B, A trừ B chia cho 2 mũ N. Cái công thức này thầy phải nói đến 50 lần rồi. Đấy, K là số a len trội lặn đề bài cho thì K bằng 4, đúng không? A là số a len trội lặn tối đa có thể có. Như vậy chúng ta trội tối đa có thể có ở đây là 10. Đấy. B là số a len trội chắc chắn có. Thì cái kiểu gen này mà đem đi giao phấn, thụ phấn ấy. Đấy. Thì có tối đa là 10 a len trội rồi. Thì tối thiểu là full lặn đúng không? Tối thiểu là full lặn thì sẽ là không a len trội đúng không? Đấy. N là bằng số cặp dị hợp của bố và mẹ thì N sẽ bằng 10. Đấy, N là tổng số cặp dị hợp của bố và mẹ, 1, 2, 3, 4, 5 và bố, 5 và mẹ là 10. Đấy, vậy thì bây giờ điền vào thôi. Nó sẽ suy ra đó là C4 của 10 chia cho 2 mũ 10, đúng không? Kết quả bao nhiêu ta? Đó, 10C4 chia cho 2 mũ 10 bằng 105 phần 512 à? Đúng không? Có đáp án không? Đấy, đáp án B nhá. Đấy, câu này thì khá là dễ rồi. Và thầy thấy rất là nhiều các bạn comment đáp án B. À, như vậy là chứng tỏ là các bạn là nắm rất là chắc cái phần thầy giảng, đúng không? Những buổi trước thầy dạy là không không uổng công. Rồi, câu số 22. Chúng ta xem nào. Cho giao phấn giữa hai cây trắng đều thuần chủng thu được F1 100% đỏ. F2 là 97. 97 thì đơn giản rồi, tương tác 97 đúng không? Chọn ngẫu nhiên hai cây hoa màu đỏ giao phấn với nhau cho biết là không có đột biến lặn khác nào xảy ra. Tính theo lý thuyết thì xác suất xuất hiện cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3 bằng bao nhiêu, đúng không? Câu này thì cho điểm rồi, câu này thì cho điểm quá rồi đúng không? Đấy thì các bạn tính ngay ra bằng bao nhiêu, 1/81 đúng không?
lấy hai cây hoa màu đỏ giao phấn với nhau, hai cây đỏ tức là A lớn thịnh ngang, B lớn thịnh ngang, đúng không? Thì chúng ta ở F1 thì chính là 9 phần 16 đúng không? 9 phần 16. Đấy, 9 phần này thì chúng ta sẽ chia ra là 4 A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. 2 A lớn A nhỏ, B lớn B lớn, đúng không? Đấy, 2 A lớn B lớn B nhỏ. Đấy, và 1 A lớn B lớn. Đó, thì đây chính là 9 phần 16 mà cái A lớn thịnh ngang, B lớn thịnh ngang. Các bạn đổi nó về cái gì? Đổi nó về cái gì? Ở đây chúng ta biết nhá. Đây này, P trắng thuần chủng lai với cả trắng thuần chủng thì ra 100% đỏ thì chúng ta biết đó là gì? A lớn B nhỏ lai với cả A nhỏ B lớn, đúng không? Suy ra F1 thì sẽ là 100% A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ nhá, dành cho những bạn nào mà thắc mắc. Đấy, những bạn nào mà chưa hiểu, được chưa? Đấy, thì chúng ta F1 lai F1 thì được 9331 đâu? Thì sẽ có 9 phần 16 A lớn thịnh ngang, B lớn cạnh ngang. Đấy, và chúng ta chia ra này, tỷ lệ giao tử sẽ là 4 phần 9 A lớn B lớn, 2 phần 9 A lớn B nhỏ cũng bằng A nhỏ B lớn, đúng không? 2 phần 9 A nhỏ B lớn và 1 phần 9 A nhỏ B nhỏ. Đấy, thì nếu như mà chúng ta bây giờ muốn tính cây hoa trắng mà lại là đồng ngược lặng, đấy, thì chúng ta sẽ là A nhỏ B nhỏ B nhỏ, đúng chưa? Đấy, các em lưu ý nhé, đề bài hỏi đó là trắng đồng ngược lặng nó khác với trắng đồng hợp nhé. Đấy, bởi vì quy ước 97 thì trắng chúng ta sẽ có đó là A lớn thịnh ngang, B lớn thịnh ngang là đỏ này. Còn lại sẽ đều là trắng hết, đúng không? Như vậy là A lớn thịnh ngang, B nhỏ cũng là trắng. Đấy. Mà A nhỏ, B lớn thịnh ngang cũng là trắng. Đấy. A nhỏ, B nhỏ cũng là trắng. Và đây mới là thằng đồng hợp lặng. Còn nếu như chỉ nói hoa trắng đồng hợp thôi thì chỗ này chúng ta sẽ có bao nhiêu đây? Còn có A lớn, B nhỏ bằng 1 phần 7 nữa, đúng không? 1 phần 7 của tổng trắng này. A nhỏ, B lớn cũng là trắng. A nhỏ, B nhỏ. Đấy, lưu ý cách hỏi của đề bài nhé. Thì khi mà làm cái câu dễ như này thì chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi đó là ủa thế sao đề bài không hỏi khó hơn đi, đúng không? Nếu như giả sử đề bài lại hỏi như thế này thì sao, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Đấy mới là cái mục đích mà thầy muốn đưa vào cái bài cho các em đó. Thế thì chúng ta mới có cái buổi livestream mà chúng ta chữa đây, đúng không? Chứ nếu không thì vứt cho đáp án thì câu này dễ vành bừa đấy, B đúng, đúng không? Đấy, thì các bạn phải hiểu là cái mục đích của khi mà chúng ta học livestream tức là được thầy giảng và được thầy gọi là nhồi vào đầu cái tư tưởng đó là ô thế tại sao và tại sao, đúng không? Đó, đấy mới là cái cách mà các bạn học khôn ngoan, được chưa? Hơn nhau ở cái phương pháp học ấy. Đó. Rồi cứ chịu khó đi tìm tòi hỏi, đừng có xấu dốt nhá. Đấy, các cụ bảo là muốn giỏi thì phải học, đúng không? Rồi. Câu số 23. À, biết mỗi gen quy định một cặp tính trạng trộn lặng hoàn toàn. Nếu như xảy ra hoán vị cả bố và mẹ với tần số 40, dễ rồi. Chỗ này lại tách ra đây là bố mẹ giống nhau rồi, đúng không? Đó. Thì đề bài hỏi bây giờ là gì? E lớn nghịch ngang B nhỏ thì chúng ta lại ốp luôn thẳng công thức hệ thức Descartes vào, đúng không? Khi mà bố mẹ hai cặp dị hợp. Đó, lúc nãy là thầy làm rồi nhá, bây giờ làm nhanh nhá, đừng có bạn nào bảo ôi sao câu này thầy giải nhanh thế. Nhanh thế, dễ mà. Bằng cái gì? 25% trừ đi A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ, đúng không? Thì đây chúng ta tính ra bằng bao nhiêu? Đây là bố và mẹ đều 40%, như vậy đây là giao tử này là giao tử liên kết này là bằng 30%, thì A nhỏ B nhỏ là bằng 9%, thì như vậy thằng này là bằng 16%. Xong. Đến thằng D lớn thịnh ngang sinh ra từ phép lai dị hợp bằng 3/4. 16 mà nhân 3/4 nhẩm nhanh là chia cho 4 thì bằng 4 nhân 3 bằng 12, đúng không? Đáp án đi. Đấy. Khi nào các bạn đạt đến cái tốc độ mà bằng thầy chữa livestream thôi là các bạn đã đủ nhanh rồi, chứ chưa cần nói là đến cái tốc độ như cái phương pháp thầy tính, được chưa? Đó. Tức là tốc độ bằng thầy chữa nhá, chưa nói là bằng thầy làm, được chưa? Chữa thì nó lâu hơn, làm thì nhanh. Rồi, ok. À, như vậy đây là một bài cơ bản nhá. Câu số 24. À, quá trình giảm phân của một cơ thể. Đây. À, chúng ta có nó là E lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. XD lớn, E lớn. Đấy. XD nhỏ, E nhỏ. Nhiều bạn thắc mắc là thầy ơi, thế mà bây giờ em viết là như thế này có được hay không, đúng không? Viết là xd lớn d lớn, quên xd lớn d nhỏ, x e lớn e nhỏ, hoặc là x d lớn e lớn, d nhỏ e nhỏ, kiểu như này thì câu trả lời nó là chả có liên quan quá gì. Đây chúng ta chỉ đơn giản là nháp thôi, và chúng ta chỉ quan trọng đó một điều, cái kiểu gen này là thông dụng viết này, kể cả đi thi cũng được chấp nhận đối với thi tự luận nha. Thế thôi, đỡ phải giải thích nhiều. À, cứ viết như này là chuẩn.
Và chúng ta lưu ý một điều, quan tâm đến nó là gen nằm trên x là được rồi. Còn bình thường nó cũng giống như d lớn e lớn, trên d nhỏ e nhỏ. Và nếu như có hoán vị thì vẫn tính f bình thường, đúng không? Nó viết thêm mỗi x vào giao tử thôi. Thì thằng này sẽ sinh ra giao tử x d lớn e lớn, đúng không? Thì đây là d lớn e lớn này, thì viết thêm x vào đây thôi. X d lớn e nhỏ, x d nhỏ e lớn và x d nhỏ e nhỏ. Đấy, thế thôi. Đấy là giao tử nhá. Bởi vì thầy chưa dạy các bạn trong dạy cái phần gen liên kết với giới tính, đúng không? Thầy sẽ có một hai buổi live về phần đấy. Hoán vị bằng 40%. Biết không xảy ra đột biến thì theo lý thuyết tỷ lệ giao tử 4 alen trội được tạo ra từ cơ thể này là bằng bao nhiêu? 4 alen trội nhá các bạn nhá. Lưu ý chúng ta sẽ liệt kê ra một số cái. Đấy. Được chưa? Chúng ta sẽ liệt kê ra một số cái thì 4 alen trội nhá. Thì nó sẽ là cái gì? 4 alen trội thì chắc chắn nó sẽ rơi vào trường hợp A lớn, B lớn, X, D lớn, E lớn, đúng không? Đấy, thì đây sẽ tách ra bằng A nhân B nhân X, D lớn, E lớn. Mà F bằng 40% thì giao tử viết y hệt như cái này thôi. 40% đúng không? Đây là giao tử liên kết, đúng không? Hai giao tử liên kết thì là bằng 30%. Đấy, thằng này cũng bằng 30%. Thằng này là 20% giao tử hoán vị. Đấy, được chưa? Thế thôi, như vậy đây là 30%. Đây là 1 phần 2, đây là 1 phần 2 bởi vì hai cái này phân liệu lập không? Đó, thì chúng ta sẽ có đó là gì? 30 chia cho 4 bằng 7,5, đúng không? 7,5%. Đáp án đó là đáp án B. Đấy, dễ không? Dễ mà. Ok. Đó, tiếp theo câu số 25. Câu số 25 này thì nó liên quan một chút về nhìn qua thôi thì chúng ta đọc là thấy cái gì đây? A lớn là bị chết đúng không? Thì chứng tỏ đây là một cái bài toán mà có chọn lọc. Thì chúng ta xem nào. Giải quyết nó như thế nào cho nó nhanh nhất thôi, chứ còn đây cũng là một bài dễ nhá. Đó, thầy rất là mừng khi mà hôm nay là live stream cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn hơn 100 bạn. Đấy, nói xong thì đừng có đứa nào ao nhá. Đứa nào ao là cuối buổi thầy không phát người yêu cho đâu. Vừa nói xong thì 100 tụt xuống còn 99. Đấy, mình dỗi thế nhở. Nào, câu số 25, câu này cũng là câu thầy chữa rồi. Khá là dễ thôi. Nó như này này. A lớn là mắt dẹt đúng không? A lớn là dẹt. Đấy. Và chúng ta có đó là A nhỏ thì là lồi đúng không? Ok. B lớn thì là đỏ. B nhỏ thì là trắng, trộn lại hoàn toàn hết đúng không? D lớn thì là dài. D nhỏ thì là ngắn. Đó. Bây giờ đề bài cho sẵn rồi, đây là một bài toán thuận nhá. Các em lưu ý đây là một bài toán thuận, A lớn A nhỏ. Lai với A lớn A nhỏ đúng không? B lớn B nhỏ, lai với B nhỏ B nhỏ. D lớn D nhỏ, lai với cả D lớn D nhỏ. Đấy, tách ra thành ba cặp. À đây là D lớn đúng không? D lớn D lớn, lai với cả D lớn D nhỏ. Như vậy đây là 100% là dài. Đúng không? Đây là 100% dài rồi. Bây giờ đề bài hỏi đó là gì? F1 sinh ra 1.200 cá thể. Tính theo lý thuyết thì F1 có cánh dài này, mắt lồi và màu xám bằng bao nhiêu? Màu trắng bằng bao nhiêu? Thì chỗ này màu trắng là bằng bao nhiêu đây? 1 phần 2 đúng không? B nhỏ. Còn bây giờ quan trọng là tính thằng mắt lồi đúng không? Mắt lồi. Ok. Khoanh cái thằng mắt lồi này vào. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta xem nào. Cái thằng mắt lồi này nó tỷ lệ bằng bao nhiêu? E lớn A nhỏ, lai với A lớn A nhỏ mà lại có E lớn A lớn chết. Đúng không? Đấy. Tức là 1 phần 4 thằng này sinh ra là chết rồi. Còn lại 2 phần 4 A lớn A nhỏ và 1 phần 4 A nhỏ A nhỏ. Đấy thì bây giờ chúng ta lại phải chia lại tỷ lệ này. Bởi vì thằng này bị chết rồi. Đó, chúng ta sẽ còn 2 phần 3 A lớn A nhỏ và 1 phần 3 A nhỏ A nhỏ. Đó, như vậy thằng lồi sẽ là bằng 2 phần 3. Đúng không? 2 phần 3 này mà bây giờ tôi nhân với cả 1 phần 2 ở đây. Đúng không? Thì sẽ bằng bao nhiêu? Đó. À, tỷ lệ nó bảo là gì? Ở mắt lồi thì là... À, mắt dẹt là trội đúng không? Mắt dẹt là trội đúng không? Thì mắt lồi phải bằng 1 phần 3. Đấy, sorry, thầy đọc nhầm ký ức cái. Mắt lồi như vậy thì mắt lồi nhá. Là A nhỏ bằng 1 phần 3. Đấy, tí là viết nhầm. B nhỏ thì là màu trắng không? Thì bằng 1 phần 2. Đấy, nhân vào thì đơn giản nó bằng 1 phần 6 thôi. 1 phần 6 mà nhân với cả cái thằng sống sót này 1.200 thì đáp án bằng đáp án B. Đấy, 200. Đơn giản không? Dễ mà. Câu này em sai ngu à? Sai ngu thì phải viết bản kiểm điểm. Xin chữ ký người yêu. Mai nộp cho thầy. Thế nhá. Rồi, câu số 26 còn mấy câu thôi. Một loài lưỡng bội. Đây thì chúng ta xét nào. Hai cái thằng tế bào.
và các nhiễm sắc thể tương đồng được ký hiệu. Đề bài hỏi là phát biểu nào sai, đúng không? Thì A, tế bào 2 đang ở kỳ giữa của quá trình giảm phân 2. Các lưu ý một điều này. Đấy, câu này lưu ý một điều. Câu này khá là hay. Đấy. Câu 26 bạn nào chọn đáp án D đây. Chờ xem nào. Tế bào 2 là đang ở kỳ giữa của quá trình giảm phân 2 là sai nhé. Đấy, tế bào con của tế bào 1, bộ nhiễm sắc thể không hoàn toàn giống nhau. Một à, tế bào 1 à? Tế bào 1 trẻ ra thì chả giống nhau, đúng không? Đấy, như vậy là số lượng nhiễm sắc thể các tế bào con của hai tế bào là giống nhau cũng không phải, đúng không? Một cái là nguyên phân, một cái giảm phân, đúng chưa? Đấy, như vậy thì là sai hết rồi. Còn đáp án D đúng rồi đấy. 26 em chọn C à? Số lượng, để câu này thì phải, tại vì cái hình nó cũng không rõ ràng lắm đâu. Đấy, nếu như mà các bạn mà cho nó thì các bạn phải có cơ sở một chút để xem lại cái hình trong bản tiêu chuẩn nào. Cái hình trong bản tiêu chuẩn nó sẽ là gì ta? Để thầy xem lại, bật lại cái hình đã. Để thầy một tí nhá. Đang search lại cái hình. Cái hình tiêu chuẩn, tại vì nhìn hình ở đây nó không không có màu để thầy. Thực ra nhìn nó vẫn được thôi, nhưng mà nó kiểu bị hơi hơi ảo ảo một tí. Câu này thì đúng rồi, nhưng như thầy phân tích đúng không thì như thầy phân tích thì là đúng rồi đấy. Thế nhưng mà để giải thích lại cho các bạn nhìn nó dễ thôi thì câu này đúng là đáp án D nhá. Đấy, câu này đúng là đáp án D, nhưng lúc nãy thầy đã nói rồi đấy, thì tất cả các tế bào con của tế bào 1 này đều phát triển thành giao tử này đấy. Bởi vì sao? Đây là cái quá trình này chúng ta biết là sẽ ra gì, giao tử thì nó phải là giảm phân đúng không? Đấy, được chưa? Tế bào một thì mới là giảm phân nhá. Đấy, giảm phân, còn tế bào 2 thì lại là nguyên phân đúng không? Đấy, các bạn nhìn nhìn nó kỹ chưa? Đây là chỉ có A với A này, đây. Đấy, nhưng mà cái trước này A này, trước này B này khác nhau chưa? Đó. Các bạn lưu ý một chút thôi là chúng ta sẽ nhìn thấy cái cách mà nó phân chia ấy, cái cách mà nó xếp thành hàng ấy. Đây, đây xếp thành hàng này, đây xếp thành hàng này. Đấy, thấy chưa? Hai hàng với một hàng chưa? Thì sẽ biết được đâu là nguyên phân, đâu là giảm phân. Đấy. Cái này thì chỉ đơn giản đấy thôi, giao tử thì nó là giảm phân. Rồi đáp án phát biểu nào sau đây là phát biểu sai đúng không? Thầy lại nhìn 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 hơi ngáo, sorry sorry, nhìn nhầm. Đợi thầy một tí, thầy sẽ xem lại cái hình trên A B đúng rồi, đúng rồi, ý D là ý sai đấy. Ý D là ý sai, bởi vì là chỗ này nói nó là tất cả đúng không, sai cái chỗ này này. Đấy, bởi vì chưa chắc được là nó sẽ hình thành tất cả đều là giao tử đâu, đúng không? Có thể là đây là cơ thể cái thì sao, đúng không? Ảo ma, sorry. Sorry, thầy nhìn nhầm. Đấy, bởi vì là nếu như mà nó giao tử cái thì nó sẽ hình thành một trứng thôi, đúng không? Và ba thể cực. Đấy, như vậy là không phải tất cả, sai cái từ tất cả. Nhìn nhầm, mắt mũi dạo này hơi 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 kém. Về một cái hình này thì thầy sẽ có nhiều bài thêm cho các em luyện tập. Bởi vì bài này, dạng này là tuy là khoảng tầm 3 năm gần đây là không thi, thế nhưng mà quay trở lại cái năm 2019 ấy, đấy thì là cũng có một cái bài như thế này tương tự thôi, nhưng mà nó cũng tương đối là khó khó nhìn ấy. Đấy, về kiến thức thì nó không nhiều đâu, nhưng mà nó rất là khó nhìn, và hơn nữa là quan trọng là kiến thức về xếp hàng của nguyên phân giảm phân này này là các bạn học từ lớp 9 lớp 10, cho nên là quên rất là nhiều. Và ở lớp 12 thì nó sẽ có thêm, đó là đột biến, giảm phân đột biến. Thì cái phần này các bạn cứ xem lại cái phần quay bảng của thầy ấy, quay bảng. Đấy, cái phần quay bảng của thầy. Đó, chúng ta sẽ có ngay. Rồi, cái này là giảm phân nhá. Thầy nhìn nhầm đấy, tại vì lúc nãy là quay sang tế bào 1 với tế bào 2 bị lộn hai cái với nhau. Sorry. Cảm ơn bạn gì nhỉ? Bạn 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 gì vừa nhắc thầy đấy. Bạn Đăng Đăng gì đấy? À, bạn Nguyễn Đăng, được chưa? Tế bào 2 là giảm phân nhá. Thầy nhìn nhầm đấy. Tế bào 2 là giảm phân 2, đúng rồi nha. Hỏi sai. Ok. Già rồi nó thế, các bạn chấp gì người già đúng không? Tiếp tục nào, câu số 27. Ở ruồi giấm, đấy. Bây giờ thì ruồi giấm nó chỉ hoán vị ở con cái, đúng không? Noãn bào nằm giữa các tế bào nang trứng thì có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, protein và mRNA thiết yếu cho sự phát triển của phôi. Ở một trong các gen mà mRNA của chúng được vận chuyển đến noãn bào có đột biến X làm cho phôi bị biến dạng và mất khả năng sống sót. Đấy, tức là đột biến này là gây chết, đúng không? Chết ngay trong giai đoạn phôi. Có bao nhiêu phát biểu là đúng?
Bao nhiêu phát biểu đúng? Trong số phát biểu dưới đây, nếu đột biến là trội thì các ruồi cái ở đời con của ruồi bố có kiểu gen dị hợp tử và ruồi cái mẹ có kiểu gen đồng hợp tử lặn sẽ sống sót. Các bạn thử xem nhé. Các bạn thử xem nào. Nếu như nhá là đột biến trội đúng không? Thì chắc chắn rồi, đột biến trội thì là ruồi mẹ là sẽ có là ai nhỏ là ruồi mẹ hoang dại đúng không? Khi đó thì tất cả các phôi ở đời sau đều sống, kể cả là phôi đực hay phôi cái đúng không? Đấy. Lưu ý nhá. Ở đây nó chỉ xảy ra ở noãn mà, tức là chỉ xảy ra ở con mẹ đúng không? Đó. Mà nó ở đây lại nói đó là gì? Đột biến ở đây là đột biến X này này. Đấy. Được chưa? Ở một trong các gen mRNA được vận chuyển đến đột biến X làm cho phôi biến dạng mất khả năng sống sót. Rồi. Ở một protein noãn bào rồi. Phát biểu đúng. Rồi xong. Ý 1 thì chúng ta là đúng, được chưa? Với giả thiết thì đề bài cho ấy thì chúng ta thấy là phôi sống hay chết thì phụ thuộc vào ruồi mẹ đúng không? Đấy. Và nếu đột biến là đột biến trội thì tức là giả sử nhá. Giả sử đột biến E lớn là gây chết đi. Đấy, gây chết. Đấy, mà mẹ lại là đồng hợp lặn, tức là mẹ là ai nhỏ thì suy ra là sống hết. Sống hết. Đấy, đúng chưa? Đó. Nếu đột biến là đột biến trội, tức là đây đề bài cho sẵn rồi, đột biến trội này này thì là A lớn gây chết ấy. Đấy. Các cá thể có kiểu gen đồng hợp tử về đột biến X không thể sống qua giai đoạn trưởng thành. Thì cái này là đúng rồi. Đấy. Chắc chắn rồi, đề bài cho sẵn rồi là có đột biến X này là mất khả năng sống sót rồi. Đấy. Nếu đột biến là đột biến lặn, tức là ai nhỏ là đột biến lặn, thì chỉ các phôi ruồi cái dị hợp tử mới bị biến dạng. Thì câu này là sai. Và dị hợp tử tức là E lớn, có E lớn A nhỏ đúng không? Thì là lại là không bệnh chứ, lại là không bị chết chứ, không bị chết chứ, đấy, không bị biến dạng chứ. Đấy, đúng không? Bởi vì lặn, đột biến là ai nhỏ, mà mẹ dị hợp tử là E lớn A nhỏ thì tức là mẹ là trội rồi, là mẹ không bị bệnh rồi. Tức là mẹ không cái giao tử này là không chết rồi đúng không? Đấy, như vậy ý này là sai nhá. Đó. Nếu đột biến là đột biến lặn và tiến hành lai cá thể dị hợp về gen X để thu được F1, lai hai cá thể dị hợp đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta lại viết ra thôi, lai hai cá thể ra. Đó, đúng chưa? Sau đó cho F1 giao phối tự do với nhau sẽ có khoảng 1/6 cá thể F2 đồng hợp tử về gen X. Đúng rồi, thì chúng ta tính nhá. Đơn giản này, cho giao phối tự do với nhau E lớn A nhỏ này, đúng chưa? Lai với A lớn A nhỏ này thì chúng ta sẽ ra cái gì đây? Đầu tiên là chúng ta sẽ có A nhỏ là sống, đúng không? Đột biến là lặn thì A lớn A nhỏ và A lớn là sống, đúng không? Đấy. Và bây giờ cho giao phối tự do với nhau thì chỗ này là tỷ lệ 1/3 này, 2/3 này. Đấy. Thì bây giờ tính ra giao tử nhá, sẽ là E lớn là bằng 2/3. Đấy, A nhỏ là bằng 1/3, đúng không? Đó, và bây giờ cho giao phối với nhau. Cho giao phối với nhau thì chúng ta sẽ có khoảng 1/6 à? 1/6, 1 phần bao nhiêu đây? Các bạn bấm ra cho thầy. Bởi vì nếu như mà like như thế này thì tại sao ý 2 đúng á? Đấy, thầy đã giải thích rồi này. Nếu đột biến là trội đúng không? Đấy, thì các cá thể có kiểu gen đồng hợp tử về đột biến X không thể sống, đúng không ý? Đúng không ý? Chỗ này nó chỉ cần làm đột biến trội thì nó chỉ cần là A lớn thôi là được rồi. Đấy. Đúng không? Chỉ cần một cái thôi. Câu này thì thầy đã dạy cho 2K3 tương đối là nhiều rồi. Các bạn nhân ra nhá. Sau đó cho F1 giao phối tự do với nhau à? Giao phối tự do với nhau. Thì đây, bây giờ chúng ta sẽ tính ra nhá. Nó sẽ có là bằng bao nhiêu đây? Sẽ là 2/3 A lớn, 1/3 A nhỏ, đúng không? Lai với cả cũng thế đúng không? Bên được cái giống nhau. 2/3 A lớn, 1/3 A nhỏ. Đấy. Và bây giờ viết ra đời con này. Đời con các bạn lưu ý này, sẽ được đó là gì đây? 1/3 với 1/3 là chết rồi đúng không? Đấy, là chết rồi. Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu đây? Hai cái này là 1/9 à, chết rồi. Còn lại là 4/9 và 4/9. Như vậy sẽ được là 1/2 A lớn và 1/2 A lớn A nhỏ. Đồng hợp về gen X. Mà X lại là lặn. X gây chết, thế thì không phải, đúng không? Chỗ này tính kiểu gì ta?
1/6 đồng hợp về gen x mà cho F1 giao phối tự do với nhau. Không ổn, đúng không? Chắc do em ngu văn quá. Bạn Katori Ito, tên thì tên giống tiếng Nhật thế này. Các bạn xem lại cái ý cuối cho thầy nhé. Xem lại cái ý cuối cho thầy. Tại vì là chỗ này là thầy bấm máy tính hay nó sai hay là do là thầy tính nhầm ở đâu ta? Đấy. Xem lại ý này nhé. Nếu mà không có gì thì ý này sẽ là ok. Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng một lần nữa. Gen X chứ có phải là đột biến X đâu, đúng rồi. Ok. Đấy. Thì nó là gen X thôi, đúng không? Rồi ok. Thế thì chúng ta phải cộng thêm cả A lớn với cả A nhỏ, đúng chưa? Đấy. Các bạn có thể tính được. Như vậy thì ý này sẽ là đúng 1/3 nhân 1/2, đúng không? Được chưa? Tiếp tục câu số 28. Câu này thì sẽ là 1, 2, 3 đúng đáp án C nhá. Câu 28 thì câu này là một câu mà thầy đã dạy rồi, đó là ba tế bào sinh tinh. Thì cũng là trong cái video về hoán bị gen nhé. Video hoán bị gen quay bảng ấy. Đấy, chữa đến câu này rồi, nó bắt đầu ngáo rồi đấy. Đấy. Video quay bảng thì thầy đã chữa hết rồi. Đó là những cái kiểu mà đột biến, giảm phân hay là tiến hành là giảm phân có hoán bị gen hay như thế nào. Thầy đã dạy hết rồi, đúng không? Đấy, các bạn xem lại trên fanpage có hết, được chưa? Các bạn đăng ký học thì thầy đã dạy kỹ phần này lắm rồi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Ở đây thì có E lớn A nhỏ, B lớn A nhỏ tiến hành giảm phân. Trong đó thì có một tế bào, ba tế bào thì trong đó có một tế bào bị rối loạn. Cặp A lớn A nhỏ là không phân ly trong giảm phân 1. Giảm phân 2 diễn ra bình thường. Trong phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng? Có thể tạo ra bốn loại giao tử với tỷ lệ 2211, có thể không? Nào. Đây. Câu này thì chúng ta kẻ bảng thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Được chưa nhỉ? Một tế bào sinh tinh thì có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn A nhỏ thì giảm phân bình thường, không có đột biến ấy. Thì chúng ta sẽ có các khả năng. Đấy, các khả năng là sẽ là như thế nào? Ra 4 tinh trùng đúng không? 4 tinh trùng, ví dụ nha, một tế bào A lớn, A nhỏ, B lớn, A nhỏ mà không đột biến, đúng không? Thì sẽ ra 4 tinh trùng với tỷ lệ đó là 2 A lớn, B lớn này, 2 A nhỏ, B nhỏ hoặc là 2 A lớn, B nhỏ, 2 A nhỏ, B lớn đúng không? Hoặc là một trong hai. Đấy. Được chưa? Đấy là bình thường. Còn nếu bây giờ mà có đột biến, đúng không? Bây giờ có đột biến thì nó sẽ tạo ra A lớn A nhỏ, đột biến tạo ra A lớn A nhỏ và không, đúng không? Đấy, kết hợp với cả B lớn B nhỏ bình thường sẽ cho B lớn hoặc là B nhỏ. Vậy thì kết thúc nó sẽ tạo ra đó là hai giao tử A lớn A nhỏ đi với B lớn, còn B nhỏ đi với không. Hoặc là hai nhá, tỷ lệ 22 tức là 4 tinh trùng đấy với tỷ lệ 11 đấy. 2 A lớn A nhỏ đi với B nhỏ, còn B lớn đi với 0. Đấy, chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ có ngay đó là gì? Ý 1 sẽ là đúng, đúng không? Hai tế bào bình thường và một tế bào đột biến thôi. Đúng chưa? Nếu như mà hai tế bào bình thường này mà phân ly giống hệt nhau, đấy, tế bào 1 và tế bào 2 đều ra như thế này. Đúng chưa? Giống hệt nhau thì sẽ cho tỷ lệ đó là 4 4 2 2, tức là 2 2 1 1, đúng chưa? Đấy, có thể tạo ra 6 loại giao tử với tỷ lệ 1 1 1 1 1, đúng không? Thì tức là khi đó là tế bào 1 ra A lớn B lớn, tế bào 2 ra A lớn B nhỏ và tế bào 3 đột biến đây. Đúng không? Tức là 1 1 1 1 1 1, đúng chưa? Đấy. Thực ra nó là 2 2 2 2 2 2, nhưng rút gọn đi, đúng chưa? Như vậy hai cũng là đúng. Luôn tạo ra giao tử A lớn A nhỏ, B lớn với tỷ lệ 1/6 thì chưa chắc, đúng không nhỉ? Chưa chắc, bởi vì là nếu như mà nó rơi vào cái trường hợp nào A lớn A nhỏ đi với cả B nhỏ thì sao? Nó không đi với B lớn thì sao? Thì cái tỷ lệ này bằng 0, đúng không? Đấy, không đi với B lớn nó bằng 0. Luôn tạo ra giao tử N trừ 1. Giao tử N trừ 1 tức là giao tử này. Đấy, đúng không? Thì tạo ra với tỷ lệ bao nhiêu? 1/6, đúng, chính xác. Bởi vì là ba tế bào này không có hoán vị thì cho 6, đúng không? Cho 6 loại đấy. Đấy, được chưa? Đấy. Và chúng ta biết là mỗi cái đều tỷ lệ 1/2 không? 1 1 1 1 1 1, đấy, được chưa? Đấy, như vậy là nó sẽ bằng 1/6 là đúng, được chưa? Đó, ba tế bào mà, được chưa? Rồi thì các em nhìn vào đây, ví dụ như này, đây là 2 2 2 2 2 2, được chưa? Đấy,
Một trong hai trường hợp này thì đều cái tỷ lệ này bằng 1 phần 2 không? Tỷ lệ ra tử n trừ 1 chính là ra tử này n trừ 1. Còn cái thằng này là n cộng 1. Đấy, a lớn a nhỏ là n cộng 1. Không là n trừ 1, đúng chưa? Đấy, nhớ nhá. Đó, thì ra tử n cộng 1 cũng bằng n trừ 1. Đấy, và bằng 1 phần 6 là đúng. Vậy là đáp án A của bài đúng. Thế thôi, đơn giản nhỉ. Câu 29. Chữa đến đây là cũng mệt phết rồi đấy. Khi các bạn bước vào luyện đề thì thầy chữa nó sẽ kiểu là nó sẽ phiêu hơn. Thế nhưng mà các bạn phải có đủ cái kiến thức nền đã thì chúng ta sẽ luyện đề nó êm hơn. Giờ mà chưa có kiến thức nền đi vào luyện đề sẽ lại phải dạy lại tích hợp rồi thì vân vân, quần thể rồi thì là giới tính chúng ta phải dạy hết đã, đúng không? Như vậy thầy dự kiến nhá. Dự kiến 20 tháng 11 là sinh nhật thầy. Đấy, ghi vào đây là sinh nhật thầy để xem có thằng nào tặng quà không. Đấy, sinh nhật thầy. Tiện thể là chúng ta sẽ ra mắt luyện đề luôn. Ra mắt combo luyện đề. Đấy. Thì các em sẽ còn khoảng tầm 1 tháng nữa để chúng ta chuẩn bị cho giai đoạn luyện đề số 1, tức là sau luyện đề kỳ 1, tức là nó sẽ không bao gồm kỳ 2 là tiến hóa và sinh thái. Đấy, thì bỏ cái phần tiến hóa sinh thái với sinh quyển các thứ ở kỳ 2 đi. Thì chúng ta sẽ luyện đề như gồm những cái gì? Chủ yếu trọng đạo sẽ là chương 1 và chương 2. Chương 1 là cơ chế di chuyển biến dịch, đúng không? Chương số 2 là quy luật di chuyển bao gồm phân liệu lập, đấy, tương tác gen, hoán bị gen, giới tính, quần thể và tích hợp. Đấy, có thể có phả hệ nữa, được chưa? Thường thì thầy sẽ có cho phả hệ vào. Thế nhưng mà chỉ sợ là đi thi là không biết được là tỉnh các em cho đề như nào thôi. Đó, nhưng mà cứ cho phả hệ vào nó dễ thôi, mức độ dễ thôi. Đến kỳ 2 thì chúng ta nâng cao dần, đúng không nhỉ? Khi mà đã học được hòm hòm kiến thức rồi thì nâng cao lên. Đó, lưu ý nhá. Ở đây các em chú ý đây, sinh nhật thầy nhá, thầy vẫn luôn mở số tài khoản để nhận quà. À đùa đấy thôi. À, thầy vẫn luôn nhận tấm lòng để xem thằng nào inbox cho thầy ở thầy ơi, thầy địa chỉ ở đâu em gửi quà cho thầy, đúng không? Đấy. Rồi. Bốc phét tí thôi nhỉ. Một loài thực vật mỗi cặp gen là quy định một cặp tính trạng trộn lẫn hoàn toàn. Cho cây cao đỏ ra phấn với cả cây gì đấy? Thấp trắng, tức là lai phân tích à? Cao đỏ thấp trắng, F1 có 100% cao đỏ đúng không? Như vậy cao đỏ là trội và dị hợp đúng không? F1 ra phấn với nhau. Bốn loại cấu hình trong đó là có gì đây ta? Có 9% là cao đỏ thuần chủng. Như vậy là chúng ta có ngay F1 sẽ là A lớn, B lớn trên A nhỏ, B nhỏ. Và chúng ta có A lớn B lớn trên A lớn B lớn cũng bằng A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ là bằng 9% đúng không? Đấy. Và đây là F1 này. Đấy, đây là F2 này. Đó, đúng không? Dễ rồi. Hoán bị gen tần số được cái bằng nhau. Và chúng ta có gì đây? Ở F1 đề bài hỏi có ý đúng à? Ở F1 có 24% là cây mang 3 alen trội. 3 alen trội thì tức là gì? 3 alen trội sẽ là A lớn, B lớn, B nhỏ, đúng không? Hoặc là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, B lớn, B lớn, đúng không? Sẽ có hai kiểu gen này, đúng chưa? Đấy, hai kiểu gen này thì đơn giản rồi, đúng không? Các bạn tính ra thôi, nó sẽ là gì? A lớn, B lớn trên A lớn, B nhỏ, cộng với cả A lớn, B lớn trên A nhỏ, B lớn. Mà hai thằng này chắc chắn bằng nhau rồi, chung ra tử này. A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn đúng không? Đấy, nó sẽ bằng nhau và chỗ này sẽ bằng là 2 nhân A lớn B lớn nhân A nhỏ B lớn nhân 2 nữa là thành nhân 4. Đấy. A lớn B lớn của chúng ta bằng bao nhiêu? Bây giờ tính nào. A nhỏ B nhỏ là bằng 9%, suy ra A nhỏ B nhỏ đây là bằng 0,3, F là bằng 0, F là bằng 40% đúng không? 0,4 đấy, F bằng 40%. Đấy. F bằng 40% thì chúng ta sẽ có đây là bằng 30%, cái này là 20%. Đấy, như vậy nhân 4 vào nữa. 4 nhân 6 bằng 24%, đúng. Như vậy là ý 1 đúng. Ý số 2, ở F2 có 34% cây mang 2 alen trội. 2 alen trội thì chúng ta sẽ có những cái gì? 2 alen trội sẽ rơi vào các trường hợp đó là A lớn B nhỏ này. Đấy, A nhỏ B lớn này. Đấy, A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ đúng không? Hoặc là A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn nữa. Đúng chưa nhở? Đúng không? Đấy. Thì cũng khá là dễ thôi, đúng không? Thì rơi vào cái trường hợp này thì chúng ta tính nó cũng khá là đơn giản.
Ở đây là còn cái trường hợp nào đúng không các em? A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ đấy. Hết rồi đúng không? Hết chưa? Hết rồi. 29B phải không á? 29 hình như là đáp án A đấy, không phải B đâu. Chúng ta thử xem nhá. Ở đây là có bao nhiêu đây? A lớn B, đây là A lớn B nhỏ trên A lớn B nhỏ đúng không? Cộng với cả A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn. Thì đây sẽ là gì đây? Thời gian đây sẽ là gì? A lớn B nhỏ là gia tử hoán vị đúng không? Là 0,2. Đúng không? Lúc nãy là chúng ta tính ra là bằng A nhỏ B nhỏ đúng không? Đấy. 0,2 nhân với cả 0,2 tức là 0,044% đấy đúng không? 4%, 0,04. 0,04. Đấy, chỗ này cũng là 0,04 nhân 2. Thì thành nhân 4 không? Đúng rồi, thành nhân 4. Đúng rồi, cái này nhân cái này. Rồi ok, thành nhân 4 đấy. Thì chúng ta sẽ có đó là bằng bao nhiêu ta? 16 đúng không? 16 cộng với cả cái này bằng bao nhiêu? 3. 3 là 9, 9 nhân 2 đúng không? Đúng chưa? 18. Đúng rồi, 34. Chuẩn luôn. 34%. Tính ra thôi nhá. Câu số 3. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp hoa đỏ, thấp đỏ, thấp đỏ là a nhỏ b lớn định ngang. Xác suất thu được cây thuần chủng, cây thuần chủng là xác suất thu được cây thuần chủng thì chỗ này là bằng bao nhiêu đây? Để chỗ này bị làm sao đây? Chỗ này là bị thiếu à? Chỗ này là 1 phần 4 này. Còn chỗ này là 9 phần 59 này. Đấy. Nó in để nó bị lỗi. A nhỏ B lớn định ngang thì sẽ là bằng 25% trừ đi A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ đúng không? Và 25 trừ đi 9 là bằng 16 à? Đúng không? 16%. Thì chỗ này tính ra A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn là bằng bao nhiêu? Lúc nãy mình tính ra bằng 4% đúng không? 0,2 nhân 0,2 là bằng 4%. Đấy, đáp án 1 phần 4 là đúng nhá. Lấy ngẫu nhiên một cây cao đỏ, tức là A lớn định ngang, B lớn định ngang. Xác suất thu được cây thuần chủng, đề bài cho là 9% rồi. Như vậy là 9 phần 59 là đúng. Đấy, tại sao? Bằng 50% cộng với A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ đúng không? Như vậy 9 phần 59. Câu này là 4 đi đúng, A hay D cũng được nhá. Đấy, 4 đi đúng hết đấy. Đó. Rồi, còn câu cuối cùng thì câu này thì cũng khá là dễ thôi. Câu này thì khả năng là cho các bạn câu giờ một tí. Đấy. Rồi giấm. Các bạn lưu ý một điều đó là rồi giấm thì chỉ xảy ra hoán vị ở con cái chứ con đực thì là không có nhá. Đấy, con đực thì không có kiểu gen à không có hoán vị gen, thế cho nên là kiểu gen của nó sẽ bị thay đổi đấy. Khác so với cả các phép Lie bình thường. Ở đây các em tách ra A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, Lie với cả A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn. Thì chỗ này muốn tính kiểu gen thì đây nó chỉ ra 7 thôi. 7 kiểu gen. Cái cách tính kiểu gen thì thầy đã dạy các em rồi đúng không? Đó là A nhân B trừ đi C2 của N. Đấy. Trong đó A là số giao tử đực của cơ thể đực, B là số giao tử cơ thể cái, N là số giao tử trùng của đực và cái. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái này chỉ cho hai giao tử này, cái này cho bốn này, mà hai cái này trùng với cả hai trong bốn cái này đúng không? Tức là N là bằng 2, tức là đây là 4 nhân 2 trừ đi C2 của 2 là trừ đi 1, đúng không? 4 nhân 2 là 8 trừ đi 1 bằng 7. Đấy. Tính nhau. Tương tự như thế thì chúng ta có D lớn H lớn trên D nhỏ H nhỏ. Lai với D lớn H lớn trên D nhỏ H nhỏ. Cũng là bằng 7 cổ sen. Đúng không? 7. Có X, E lớn. X, E nhỏ. Lai với cả X, E lớn Y. Thì đây sẽ được 4 kiểu gen. Đúng không? Đấy. Thì kết quả của chúng ta sẽ có bao nhiêu kiểu gen đây? 7 x 7 x 4. 49 x 4. 196. Đấy. 196 là đúng, đúng không? Rồi, khá là dễ thôi. Câu này không khó, câu này thì tương đối là dài thôi chứ còn không khó. Tần số hoán vị gen giữa A và B là 10%. Thì bây giờ chúng ta phải đi xem cái sự kiện đề bài thứ hai. Đó là tất cả các tính chặn trội ở F1 chiếm 8,75%, tức là gì? A lớn định ngang, B lớn định ngang, D lớn định ngang, H lớn định ngang, E lớn định ngang cũng bằng là 8,75%. Nhân vào đấy đúng không? Thì bây giờ tính cặp E được trước này, E lớn định ngang thì chúng ta chỉ có X, E nhỏ Y là lặn thôi đúng không? Trội sẽ là bằng 3 phần 4. 3 phần 4 khai triển ra nhá. 3 phần 4 thì chúng ta sẽ có cái gì? Sẽ có gì đấy? Ở đây thì khá là đơn giản.
Các em nhìn vào đây này, chúng ta sẽ thấy ngay ở cái cặp AB này này. AB. AB này thì chính là bằng A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ lai với cả A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn. Thì suy ra A lớn định ngang B lớn định ngang sẽ bằng cái gì? Bằng 50% cộng với A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ, đúng không? Mà A nhỏ B nhỏ đây là bằng 0. Đấy. Tại vì cơ thể này là không có cơ thể đực, đúng không? Đây là cơ thể đực. Đấy, đây là cơ thể cái. Đấy, đúng chưa? Thì bằng 0. Như vậy đây là bằng 0,5 luôn. Đấy, như vậy đây là bằng 1/2 nhân 3/4. Đấy, và nhân với cả cái thằng alpha này. Thì bây giờ đi tính thằng alpha này, D lớn H lớn bằng bao nhiêu, đúng không? À, chúng ta sẽ có nó là gì? 8,75%. 8,75 chia cho 1/2 tức là nhân 2. Đấy, xong rồi nhân với cả 4/3 đúng không? Chia cho 0,75 đấy. Bằng 70/3 tức là 23,3% à? Khoai đấy. Đúng không? Tính ra thì sao bằng bao nhiêu? Ở đây thì tiếp tục các em có thể tính tiếp, đó là D lớn H lớn gạch ngang thì sẽ bằng cái gì? Bằng 50% cộng với cả D nhỏ H nhỏ trên D nhỏ H nhỏ, đúng không? Mà cái D nhỏ H nhỏ này thì lại được tính bằng cái gì? Đấy, chính là bằng một bên là không quán vị, đúng không? Thì sẽ là bằng 0,5 nhân với cả D nhỏ H nhỏ của con cái. Thế đâu? Đấy, thì các bạn chia ra. Cái mục đích cuối cùng là tính ra cái D nhỏ H nhỏ con cái này này. Đó, được chưa? Ok không? Cũng khá là dễ thôi. Cái E lớn định ngang này là bằng kiểu hình đực à? Ở đây bài nói đây là kiểu hình đực à? Kiểu hình đực, thế thì chúng ta sẽ có đây là x E lớn định ngang x E lớn Y, đúng không? Thì nó sẽ bằng 1/4 thôi. Đấy, các bạn lưu ý ở đây là nói là đực này. Đấy, thì chúng ta sẽ tính ra được ngay. Mục đích cuối cùng là để tính cái thằng D nhỏ H nhỏ của sao tử cái này này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chia lại này. 8,75% này. À, bây giờ chúng ta nhân 2 và nhân 4 tức là nhân 8 thì là bằng 70, đúng không? 70. 70 thì bằng cái này. 70% thì sẽ suy ra là đây là bằng 20, đúng không? Cái này bằng 20. 20 chia cho 0,5 thì sẽ là bằng 40. Đấy, bằng 40. Vậy thì sẽ suy ra D nhỏ H nhỏ con cái là bằng 40%. Đấy, thì sẽ suy ra F là bằng 20%. Đúng không? F bằng 20%. Đấy, các bạn tính được ra tại sao bằng 40 chưa? Đây, 8,75 này chia cho 1/4 chia cho 1/2. Đấy, thì bằng 70 thì sẽ suy ra cái thằng alpha này bằng 70 này. D lớn H lớn định ngang này bằng 70. Đấy, bằng 50% cộng với cả cái này, suy ra cái này là bằng D nhỏ H nhỏ này là bằng 20%. 20% mà chỗ này bên đực là không có hoán vị gen. Bên cái mới có hoán vị gen, đúng chưa? Bên đực không quán vị gen bằng 50%. Lấy 20 chia cho 0,5 thì sẽ bằng 40%. Đấy. Đây là giao tử liên kết thì F sẽ bằng 20%. Giao tử hoán vị là bằng 10%. Đấy. Rồi, bây giờ thì dễ rồi. F bằng 20%. Đúng không? Như vậy ý này sai. Trong số các con cái có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng. Cái à? Cái mà trội về tất cả tính trạng như vậy là A lớn định ngang, B lớn định ngang bằng 1/2. D lớn định ngang, H lớn định ngang bằng 70%. Đấy, và con cái thì sẽ là X E lớn định ngang. X E lớn thì nó luôn luôn là 100%. Tại vì bố nó là có sao tử X E lớn, đúng không? Cho nên luôn luôn di truyền cho con gái, đúng không? Bố thì luôn luôn di truyền cho con gái X, sao tử X. Đấy, thì nó sẽ luôn luôn là bằng 100% luôn. Trội luôn. Đó. Vậy thì đề bài bây giờ sẽ là gì? Tỷ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp bằng 10%. Tỷ lệ đồng hợp à? Tỷ lệ đồng hợp thì tức là gì? Đồng hợp chính là bằng A lớn B lớn trên A lớn B lớn, đúng không? D lớn H lớn trên D lớn H lớn và X E lớn. Nhưng các bạn lưu ý làm gì có thằng này, đúng không? Thằng này là bằng 0%, đúng chưa? Bởi vì cái kiểu gen này là không sinh ra giao tử A lớn B lớn. Đấy, bằng 0%. À, như vậy là 0% chứ không thể là 10% được. Lừa thôi, đúng không? Lừa tính mà. Ý cuối nào? Cho con đực P lại phân tích thì ok, đực A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn, D lớn H lớn trên D nhỏ H nhỏ, X E lớn Y
Like phân tích thì sẽ là like với a nhỏ b nhỏ trên a nhỏ b nhỏ, d nhỏ à, d nhỏ h nhỏ đấy, trên d nhỏ h nhỏ và x e nhỏ đấy, được chưa? Thì bây giờ đề bài hỏi đó là gì? Thu được các cá thể dị hợp với tất cả các cặp gen là bằng 25%, xem nào. Có đúng không? Dị hợp với tất cả các cặp gen á, thì chúng ta cũng lưu ý một điều, đó là cái cặp này thì luôn luôn là sẽ ra được một trộn một một dị hợp và một đồng hợp lặng, đúng không? Sẽ luôn luôn, bởi vì thằng này chỉ cho giao tử a lớn b nhỏ hoặc là a nhỏ b lớn thôi. À, cho nên luôn ra ra kiểu gen là a nhỏ b nhỏ, a lớn b nhỏ trên a nhỏ b nhỏ hoặc là a nhỏ b lớn trên a nhỏ b nhỏ, đúng không? Cho nên nó sẽ không bao giờ dị hợp được tất cả mọi cặp. Đấy. Như vậy là cũng là bằng 0% luôn. Đúng không? Cũng bằng 0%, mà câu này nó chỉ lừa thôi và có một ý đúng là đáp án này. Đấy. Khá là dài đúng không? Dài thôi chứ còn không có khó đâu. Đấy, các bạn thắc mắc gì thì cứ hỏi nhá. Chữa cho các bạn xong rồi thầy cũng tụt huyết áp rồi. Đã ăn uống gì đâu. Vừa mới đi từ công ty xong rồi lại về viện khám đấy các bạn ạ. À, nôn sấp mặt rồi. Hôm nay thầy say xe. À, thầy say quá cho nên là bảo với chị trợ giảng. Đấy, mày soạn cho thầy cái đề để cho bọn 2K4 nó thi thử. Chứ còn thực ra đề này không phải thầy soạn mà thầy cũng chưa bao giờ nhìn vào cái đề này. Thế cho nên là thầy làm nó cũng sẽ có một cái chút mà gọi là bị lấn cấn ấy. Cũng có cái câu gì hình đấy là thầy cũng chưa nhìn hình đâu cho nên là thầy đọc nó bị lú. Đấy thì có mỗi câu đấy là các em phải lăn tăn thôi đúng không? Còn lại là thầy chữa hết rồi. Thầy buồn ngủ rồi, cũng không phải thầy buồn ngủ mà nó mệt. Thầy mua ô tô về đi cho quen á, bao giờ hết say xe thì mới mua được. Đây thầy nói phép các bạn làm gì này, nôn sấp mặt luôn cho các bạn xem cái ảnh thầy còn chụp lại này. Đây xin lỗi các bạn nào mà đang ăn uống thì xin lỗi. Đây thầy nôn đây, và đây là máu tươi nhá. Đấy, đây là máu tươi, xuống xe một cái đây là đi vào gốc cây của người ta vứt bừa đồ rác rưởi ra đây này. Thầy say xe quá thật sự luôn. Thầy ở 7 năm ở Hà Nội nhưng mà vẫn say. Say kinh khủng luôn. Có điểm á, thầy cũng chả biết là có điểm chưa đâu. Đấy, thì có điểm thì bao giờ có điểm thì là trợ giảng tự giác đăng. Có điểm thì trợ giảng đăng thôi chứ chị Vân sẽ đăng. Còn thầy thì bây giờ thầy like xong thì thầy nghỉ. Đấy, thì thông báo với các bạn là ngày mai thầy sẽ tặng các bạn một đề. À quên, bây giờ còn quay số trúng thưởng. Đấy, bây giờ comment đi. À mà thôi 66 hàng ngày thôi thầy. Thầy comment đi. Thầy sẽ chọn ra ba số nhá. Ba số thì cái gì random ở đâu nhỉ? Hôm trước thấy cái ông thuận toán ông ấy làm random ở đâu nhỉ? Đây à? Ran đây à? Hay là ran này? Bấm bấm như nào vậy các bạn nhỉ? Bấm bấm kiểu gì ấy? Bấm random kiểu gì ấy? Alpha à? Alpha ran à? Trăm à? Không, không, thầy không biết. Bấm kiểu gì đấy? Thầy yếu quá, thế làm sao đi rước dâu được? Thầy biết làm sao được? Đứa nào lấy thầy đâu mà. Đứa nào lấy thầy thì thầy cũng alpha đây, alpha đây xong rồi bấm đi. Bấm bình thường thôi đúng không? Alpha đây phải bấm cái gì nữa chứ? Thầy chọn alpha xong rồi ấn cái gì nữa? Thầy có biết bấm đâu? Alpha rồi chọn chấm đúng rồi. Alpha chấm đúng rồi. Thế còn thêm gì nữa không? Đây, alpha chấm nó ra như thế này. Nhưng mà bấm bằng thì nó ở đâu? Thì không biết bấm. Thôi chọn bừa đi. Nhập số à? Thôi thôi thôi. Chọn bừa đi. 1,100 à? Random nào ta? Alpha. Một
1,100. Đây có được đâu? Alpha chấm này, 1,100 này có được đâu? À phẩy à? Phẩy là lúc này à? 49 nhá. Chúc mừng các bạn số 49 đâu rồi? Không có à? 49 à, tiếp tục ấn tiếp 50 à, bấm lại nhá. 44, sắp tan số 4 này. Tư, quán nào chưa? Trong 100 thôi. Sân này số 298 ở đấy. 64 vẫn chưa có thằng nào à? Đây đây là thầy làm thí điểm thôi. 94, quán nào chưa? Chúng mày comment hai chữ số thôi. Ơ, cái bọn này. Thầy chọn có đến 100 thôi mà có phải chọn 1.000 đâu. Số 4 này. Để thầy đọc comment đã xem nào. Từ nãy là chưa có nào đúng à? Ma nó bấm mấy lần rồi? Chín ba vẫn chưa có nào à? Mất nét nhở? 19 có nào chưa? Bọn mày làm thấy thất vọng quá. Sao chúng mình không hợp nhau à? 79. Sáu tư. 26. Thôi, bấm như này đến cả ngày mất. Có mỗi mấy đứa chơi này chơi với thầy buồn lắm. Thầy muốn trong số khoảng bao nhiêu thì thôi lấy hai chữ số thôi, lấy 100 thôi, chứ còn lấy ba chữ số thì đến hàng nghìn thì đây có mấy chục đứa chơi đấy. Thôi thầy sẽ chọn những đứa nào mà đã xe rồi nhá. Đứa nào xe rồi? Xe nào? Đứa nào tự giác nào? Ở đây vừa à đây rồi, Bùi Quỳnh An đến từ Thái Bình rồi. Một đứa Bùi Quỳnh An, Ngọc Hiếu, Ngọc Hiếu đến từ Hà Nội được. Bùi Quỳnh An, Ngọc Hiếu, Minh Thư không thấy comment mấy này. Minh Thư nữa rồi nhá, chốt ba đứa. Minh Thư xe từ 1 giờ trước rồi đúng rồi, được khá lắm. Minh Thư kết bạn với thầy này. Thằng gì nữa nhở? Thằng Ngọc Hiếu đâu rồi? Ngọc Hiếu đâu? Comment đi để thầy kết bạn cái. Rồi thằng này gửi lời kết bạn lâu rồi. Bây giờ mới chấp nhận. Ngọc Hiếu, Minh Thư, Bùi Quỳnh An, chốt nhá. Thế thôi. Thế thôi, ba đứa rồi. Chốt Ngọc Hiếu, Bùi Quỳnh An. Ngọc Hiếu này, Ngọc Hiếu là ở Hà Nội này, Ngọc Hiếu này, Bùi Quỳnh An ở Thái Bình này, và còn thằng nào nhở, thằng nào thầy vừa đọc tên nhở, con bé nào nhở, Minh Thư đúng không, Minh Thư, Minh Thư, đấy, ba đứa này là một cuốn được tặng một sổ này, một sổ sinh nhật của M-Class, đấy. À, thầy sẽ tặng thêm một món quà nữa để tặng cho nó võ công. Chốt nhé, tối mai thầy sẽ tặng cho một đề nữa. Và trong cái món quà này tặng có mỗi một cuốn sổ thì nó hơi bé, thế thầy sẽ tặng thêm cái gì đấy. Rồi ok nhá, cái tội không chia sẻ. Bạn gì đây, Trịnh Dung Thùy này, Trịnh Thị Dung Thùy này, không bao giờ thầy tặng nhá, cái tội lười chia sẻ nhá. Chốt ok được chưa? Rồi bye bye nhá, hẹn gặp lại nhá. Ba đứa này thì inbox cho thầy, thầy sẽ tặng, gửi địa chỉ cho thầy, tên địa chỉ số điện thoại đấy. Bye bye, hẹn gặp lại, tặng cái nịt à? À được.
Hay lắm. À thằng Hiếu này trong học sinh của thầy trong nhóm kín này. Cố gắng nhá. Làm 1 tiếng rưỡi cả. Nay sung ấy nhở.